Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2661, Hà Gia tức giận. Tại Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí được truyền đưa sau khi đi ra ngoài. Diệp Thần Phong không có đuổi tiếp đánh, hắn biết Hà Nguyên Thiên đám người nhất định là được truyền tống ra này vẫn lạc đất. Trước đó, Diệp Thần Phong ở nơi này một tòa núi cao bên trong đã lấy được 15 năm phần hỗn độn chi thiết. Phải biết hỗn độn chi thiết là chế tạo tiên khí thiên tài địa bảo, mà 10 năm vạn năm hỗn độn chi thiết, tuyệt đối là có thể chế tạo đỉnh cấp tiên khí được rồi. Này vẫn lạc chi địa bên trong còn lại cao sơn bên trong phải chăng còn có luyện khí thiên tài địa bảo. Diệp Thần Phong vẫn không có triệt để tra xét qua, hắn liền bị cuốn vào đến thần ma giới bên trong đi rồi, hắn nhưng không muốn bỏ qua bất luận một loại nào luyện khí thiên tài địa bảo. Hà Nguyên Thiên đám người nhất định là không đuổi kịp. Hắn dự định trước đem vẫn lạc chi địa bằng nhanh nhất độ tra xét một lần. Diệp Thần Phong lập tức dặn dò thần tộc cùng người của ma tộc đồng thời ở nơi này tìm kiếm luyện khí thiên tài địa bảo, có thần tộc cùng ma tộc trợ giúp, cái kia là có thể thật to tăng nhanh tiến độ rồi. Cùng lúc đó, vẫn lạc nơi bên ngoài. Khoảng cách vẫn lạc chi địa có một ngày lộ trình một cái rừng cây rậm rạp bên trong. Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây. Hà Nguyên Thiên trên người có Hà Gia lão tổ Hà Không Thắng tính chất đặc biệt phòng ngự phù, chỉ cần gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, phòng ngự phù liền sẽ tự chủ khởi động, đem một đòn chí mạng cho chống đỡ đỡ được, lại đem hắn trực tiếp truyền tống ra đi. Giờ khắc này, Hà Nguyên Thiên sắc mặt dị thường khó coi, trong lòng của hắn tức sôi ruột, hắn vẫn muốn tự tay giết chết Diệp Thần Phong, bây giờ lại có thể ung dung đưa hắn đạp ở dưới chân. Hắn nhưng là Hà Gia đệ nhất thiên tài A-Hát. Sự kiêu ngạo của hắn hoàn toàn bị đạp vỡ, trên khuôn mặt cơ bắp không ngừng co quắp, khuôn mặt biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, có thể nói bọn hắn vừa vặn tại bên bờ tử vong đi rồi một vòng. Tề Khang Phúc hỏi, Hà Thiếu, kế tiếp ngươi nghĩ phải làm sao? Hà Nguyên Thiên nghiến răng nghiến lợi, bóng ngũ trưởng lão chết rồi, e sợ sớm đã kinh động toàn bộ Hà gia. Ta hiện tại nhất định muốn lập tức thanh vẫn lạc chi địa tin tức truyền trở về. Trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên. Một khối hình chữ nhật tương tự thảm đồ vật xuất hiện tại Hà Nguyên Thiên trước mặt. Hắn bên trên có khắc họa rậm rạp chằng chịt hoa văn, những này rậm rạp chằng chịt hoa văn hợp thành một cái cực kỳ tinh vi trận pháp. Loại trận pháp này là chuyên môn dùng để truyền tống tin tức, hơn nữa là có thể dùng để khoảng cách dài truyền tống tin tức. Nếu như là truyền tống nhân, như vậy yêu cầu càng thêm nghiêm cẩn trận pháp, trưởng khoảng cách truyền tống người trận pháp không phải là có thể mang theo người. Liền ngay cả Hà Không Thắng cho Hà Nguyên Thiên lưu lại phòng ngự phù, cũng chỉ là đưa hắn truyền tống ra một đoạn lộ trình mà thôi, phải biết nơi đây khoảng cách Hà gia tối thiểu có 10 chừng 5 ngày lộ trình. Mà thuần túy truyền tống tin tức, như vậy trận pháp hội tương đối mà nói trở nên đơn giản thượng không ít. Hà Nguyên Thiên đoán chừng một chút chính mình bây giờ phương vị. Đủ lợi hại thanh tin tức truyền tống đến Hà gia bên trong rồi. Đem linh khí truyền vào bên trong trận pháp, từ trong trận pháp vọt lên một đạo ánh sáng màu trắng. Hà Nguyên Thiên trực tiếp tại trên trận pháp phương ánh sáng màu trắng bên trong phát thảo họa, từng chữ thể dĩ nhiên trôi nổi ở trên trận pháp phương. Giản lược đem sự tình nói một lần sau. Hà Nguyên Thiên cánh tay vung lên, lao ra ánh sáng đột nhiên hướng về trong trận pháp co lại tiến vào. Liền cùng từng chữ thể cũng co vào trong trận pháp. Tại Hà Nguyên Thiên đưa tin xong xuôi sau. Lúc này, thượng giới Hà gia trong phòng nghị sự. Bầu không khí có vẻ tương đương trầm mặc, tại vừa vặn bóng ngũ trưởng lão bản mệnh ngọc bài nổ tung thời điểm, toàn bộ Hà gia đều đã bị kinh động. Phải biết ngũ ảnh tại Hà gia bên trong có địa vị đặc thù, bây giờ bóng ngũ trưởng lão chết rồi, tự nhiên là để Hà gia nộ không thể giải. Hà gia những năm này tại toàn bộ thần nguyên giới bá chủ cấp gia tộc địa vị vững chắc vô cùng, hiện tại có người dám ở Hà gia xúc phạm người có quyền thế, này làm cho hết thảy Hà gia người có một loại được khiêu khích cảm giác. Tại phòng nghị sự vị bên trên, ngồi một tên khuôn mặt nghiêm túc đàn ông trung niên, hắn là Hà gia bây giờ gia chủ Hà Nhân Trắng, đồng dạng cũng là phụ thân của Hà Nguyên Thiên, một thân tu vi cũng đã khóa nhập thần đế cảnh đỉnh phong tầng thứ. Tuy nói Hà Nhân Trắng cũng là thần đế cảnh đỉnh phong, thế nhưng đang đối mặt Hà gia lão tổ Hà Không Thắng thời điểm, thậm chí có thể nói hắn liền một hiệp cũng không chịu đựng được,
trực tiếp sẽ bị Hà Không Thắng cho nháy mắt giết. Cho nên, Hà Không Thắng cho dù vẫn không có bước vào vĩnh sinh cảnh, trên lý thuyết tới nói vẫn còn thần đế cảnh đỉnh phong, nhưng hắn tại Hà gia tuyệt đối là nói một không hai. Tại trong phòng nghị sự đã trầm mặc hồi lâu sau. Bốn bóng người thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại đây, bọn họ là Hà gia ngũ ảnh bên trong mặt khác bốn bóng, này bốn cái lão trên đầu trên mặt toàn bộ tràn đầy vẻ giận dữ, bọn hắn ngũ ảnh tình đồng thủ túc, bây giờ lão ngũ chết rồi, bọn hắn tự nhiên là muốn vì lão ngũ trả thù rồi. Gia chủ, đây là thiếu chủ vừa vặn truyền về tin tức. Ngũ ảnh bên trong bóng đại trưởng lão bàn tay vung lên, Hà Nguyên Thiên truyền về tin tức lập tức trôi nổi ở phòng nghị sự giữa không trung. Ngồi ở vị thượng gia chủ Hà Nhân Trắng, lông mày của hắn lập tức buông lỏng, con trai của hắn không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng lông mày của hắn lại lập tức nhíu lại, hắn không nghĩ tới con trai của chính mình phát hiện trong truyền thuyết vẫn lạc chi địa. Hơn nữa còn gặp lão tổ muốn thông tập tiểu tử kia. Quan trọng nhất là tiểu tử kia cấu kết đã từng những ngày kia ngoại ma vật. Bóng ngũ trưởng lão chính là chết tại thiên ngoại ma vật trên tay. Hà Nhân Trắng nghiêm túc trên mặt lửa giận hiện lên, xem ra tất cả những thứ này đều là người lão tổ kia muốn thông tập tiểu tử đưa tới, thanh âm hắn lạnh lẽo mà hỏi các vị có ý kiến gì không? Gia chủ, Hà gia chúng ta sớm muộn cũng sẽ triệt để thống nhất thần nguyên giới, bây giờ bóng ngũ trưởng lão dĩ nhiên chết rồi, này đối với chúng ta Hà gia tới nói tuyệt đối là một loại hổ thẹn. Nhục a hát, Hà gia chúng ta chưa từng bị người như thế không để vào mắt qua. Đúng vậy. Gia chủ, chúng ta nhất định phải bắt sống tiểu tử kia, không thể để hắn chết quá ung dung rồi, hiện tại hắn lại dám cấu kết thiên ngoại ma vật, chẳng bằng Hà gia chúng ta lại bố một lần lệnh truy nã, đến lúc đó toàn bộ thần nguyên giới đều không tha cho hắn. Hà Nhân Trắng gật gật đầu, nói ra, chuyện này ta sẽ xin phép một chút lão tổ. Nhưng tại Hà Nhân Bạch thoại âm vừa vặn hạ xuống xong, toàn bộ trong phòng nghị sự đã bị một tầng áp lực vô hình cho bao phủ. Hà Không Thắng thân ảnh xuất hiện tại trong phòng nghị sự, tại toàn bộ Hà gia, không có bất cứ chuyện gì tình có thể giấu giếm được hắn. Tại Hà Không Thắng xuất hiện nháy mắt, hết thảy Hà gia người toàn bộ trở nên nơm nớp lo sợ, liền ngay cả gia chủ Hà Nhân Trắng cũng gương mặt cung kính, không dám chút nào có một chút chủ quan. Thú vị a hát, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị, Hà Không Thắng tự nói. Tại Hà Nguyên Thiên truyền tống đến đây trong tin tức. Nói rõ Diệp Thần Phong bây giờ tu vi. Diệp Thần Phong có thể nhanh như vậy tăng cao thực lực, cũng thực để Hà Không Thắng hiếu kỳ không ngớt. Một lần nữa bố một lần lệnh truy nã, muốn cho tiểu tử kia không chỗ nào che giấu. Nói xong câu đó sau, Hà Không Thắng lại biến mất ở trong phòng nghị sự, hắn so với Hà gia ngũ ảnh càng thêm xuất quỷ nhập thần. Chương 2662, được mùa lớn. Tại Hà gia một lần nữa tuyên bố đối Diệp Thần Phong lệnh truy nã sau. Hà gia mặt khác bốn bóng cũng lập tức chạy tới Vẫn Lạc đất. Giờ khắc này, Vẫn Lạc chi địa bên trong. Thần tộc cùng ma tộc điên cuồng đập ra từng tòa cao sơn, nỗ lực muốn tìm ra có thể luyện khí thiên tài địa bảo, liền ngay cả Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư cũng gia nhập vào trong đó. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu điều tức khôi phục thương thế, hai người bọn họ tâm trong tràn đầy sầu lo. Ân công, những người này đúng là đã từng muốn xâm lấn nơi này thiên ngoại ma vật sao? Thẩm Tu Thiên cho Diệp Thần Phong truyền âm. Diệp Thần Phong gật gật đầu, không chút nào phủ nhận ý tứ, hắn đồng dạng cho Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu truyền âm, ta vừa vặn thành lập một cái tên là Diệp Tông Thế Lực, bọn họ là Diệp Tông thành viên nòng cốt, chẳng cần biết bọn họ là ai. Chỉ cần bọn hắn đi theo ta Diệp Thần Phong, bọn hắn chính là ta Diệp Thần Phong người. Thẩm Tu Thiên vội vàng giải thích, ân công, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có cái khác ý tứ, dù sao ta cái mạng này là ngươi cứu, ta muốn gia nhập Diệp Tông. Nam Sơn lão yêu cũng không chút do dự nói ra, ân công, ta cũng giống vậy, quản nó cái gì Hà gia, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể mang Hà gia đạp ở dưới bàn chân. Diệp Thần Phong nhìn xem Thẩm Tu Thiên hòa Nam Sơn lão yêu, hắn đối hai người kia lựa chọn rất là vui mừng. Khi hắn muốn yếu tiếp tục mở miệng thời điểm, chỉ thấy Lan Vân hướng về bên này đạp không mà đến, phu quân, ở mặt trước có phát hiện. Để Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu tiếp tục điều tức dưỡng thương, Diệp Thần Phong thì là theo chân Lan Vân đồng thời hướng mặt trước nhanh chóng lao đi rồi. Chỉ thấy tại phía trước một tòa núi cao bên trong,
có một loại màu xanh tím kim loại, Diệp Thần Phong trong đầu lập tức toát ra một loại thiên tài địa bảo danh tự, xanh tím thần vẫn. Này xanh tím thần vẫn đồng dạng là luyện chế tiên khí thiên tài địa bảo, cảm ứng một phen sau đó Diệp Thần Phong là càng ngày càng kích động, này xanh tím thần vẫn dĩ nhiên cũng có 150.000 năm năm. SGT, GT, GT. Diệp Thần Phong lập tức để chung quanh thần tộc cùng người của ma tộc khai thác nơi này xanh tím thần vẫn rồi, mà Lan Vân là phụ trách chỉ huy. Tại Diệp Thần Phong vẫn không có bình tức tâm tình thời điểm, Ổ Quang Vinh thân ảnh nhanh chóng lướt đi tới, Diệp Tông Chủ, tại mặt nam một ngọn núi bên trong có phát hiện trọng đại. Diệp Thần Phong không chút do dự đi theo Ổ Quang Vinh đi về phía nam mặt đạp không mà đi rồi, tại đi tới mặt nam một tòa núi cao trước sau. Chỉ thấy tại cao sơn bên trong có một loại màu xanh da trời kim loại, Diệp Thần Phong lập tức đã đoán được loại kim loại này chính là bất diệt tiên thiết. Bất diệt tiên thiết đồng dạng là luyện chế tiên khí thiên tài địa bảo, quan trọng nhất là, Diệp Thần Phong cảm giác ra này bất diệt tiên thiết như cũ là 150.000 năm năm. Tại Diệp Thần Phong trong lòng được hưng phấn tràn ngập thời điểm, Thương Bằng đang hướng bên này đạp không mà đến, chủ nhân, tại phía tây phương hướng. Chúng ta phát hiện một loại luyện khí thiên tài địa bảo. Xem ra này vẫn lạc chi địa quả nhiên là khoáng sản phong phú, thần tộc cùng ma tộc dù sao có nhiều người như vậy. Có nhiều người như vậy đồng thời tra xét, tốc độ quả nhiên là tăng lên không ít. Diệp Thần Phong để Ổ Quang Vinh phụ trách khai thác bất diệt tiên thiết, còn hắn thì cùng Thương Bằng đồng thời đi phía tây đạp không mà đi rồi. Tại đi tới phía tây một tòa núi cao trước sau. Chỉ thấy tại cao sơn bên trong là một loại màu trắng kim loại. Thân là chí tôn luyện khí sư, Diệp Thần Phong đối các loại luyện khí thiên tài địa bảo là hiểu rõ không ít, loại này màu trắng kim loại tên là Hàn Băng Chi Tinh, cũng là luyện chế tiên khí tốt nhất tài liệu, hơn nữa tại cảm ứng sau đó loại này Hàn Băng Chi Tinh dĩ nhiên cũng có 150.000 năm năm. Hỗn độn chi thiết, xanh tím thần vẫn, bất diệt tiên thiết cùng Hàn Băng Chi Tinh. Này bốn loại luyện chế tiên khí thiên tài địa bảo, có thể nói tại bây giờ thần nguyên giới cơ hồ là không tìm được, chớ nói chi là 150.000 năm rồi. Nếu như dùng này bốn loại thiên tài địa bảo hỗn hợp lại cùng nhau luyện chế tiên khí, như vậy biết luyện chế xuất một loại như thế nào tiên khí đi ra. Này bốn loại thiên tài địa bảo, mỗi một loại cũng có thể luyện chế ra đỉnh cấp tiên khí, nếu như hỗn hợp lời nói. Như vậy nói không chắc có thể luyện chế ra một cái từ xưa đến nay power mạnh nhất tiên khí. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong tâm tình trong lòng liền ức chế không được rồi, hắn để Thương Bằng lập tức xuất lĩnh chung quanh người của ma tộc khai thác Hàn Băng Chi Tinh. Tại Diệp Thần Phong nhìn xem Thương Bằng bọn hắn khai thác Hàn Băng Chi Tinh không bao lâu sau đó Tuyết Ngưng Tư thân ảnh nhanh chóng tới gần, phu quân, tại mặt phía bắc có một chỗ sơn cốc, bên trong có một cái đặc thù nguồn suối. Xem ra lần này đúng là vận khí tăng cao rồi. Cùng Tuyết Ngưng Tư cùng đi đến mặt phía bắc một chỗ trong sơn cốc. Tại đạp vào sơn cốc bên trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức ở trong không khí nghe thấy được nồng nặc mùi máu tanh. Chỉ thấy tại sơn cốc vị trí trung tâm có một cái đầm nước, từ trong đó không ngừng có bọt khí cùng nước suối bốc lên. Bất quá, nơi này nước suối chính là màu máu đỏ, cùng tiên huyết là giống nhau như đúc. Diệp Thần Phong đi tới cạnh đầm nước một bên, hắn đem bàn tay vào đầm nước bên trong, hắn cảm thụ trong đầm nước biến hóa, thần sắc của hắn càng phát hưng phấn lên. Từ hắn duỗi vào thủy đàm bên trong bàn tay, đột nhiên sinh ra nhất cổ sức hút. Cỗ lực hút này đang điên cuồng hít lấy dưới đáy thủy đàm, tại này dưới đáy thủy đàm có một khối màu máu đỏ tảng đá, này dường như huyết thủy bình thường nước suối chính là từ khối đá này bên trong nhô ra. Theo sức hút không ngừng gia tăng, khối đá này đột nhiên thoát ly dưới đáy, nhanh chóng bay vào Diệp Thần Phong trong bàn tay. Nắm chặt tảng đá sau đó đưa bàn tay kéo ra đi ra, chỉ thấy khối đá này có một cái tay cỡ bàn tay, hình dạng giống như một giọt nước mắt. Đã từng Diệp Thần Phong nghe Lão Hắc đã nói một loại thiên tài địa bảo tên là suối máu chi lệ. Nếu như luyện chế vũ khí trải qua suối máu chi lệ ngâm, như vậy kỳ uy lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Rất rõ ràng. Diệp Thần Phong trong tay không thể nghi ngờ chính là suối máu chi lệ rồi. Muốn hình thành suối máu chi lệ là phi thường khó khăn, nhất định muốn thiên thời địa lợi nhân hòa. Quan trọng nhất là yêu cầu vô số cường giả tiên huyết tụ hợp lại một nơi, trải qua tuế nguyệt không ngừng tẩy lễ, vô số cường giả tiên huyết không ngừng dung hợp, đọng lại mà lại tinh luyện,
cuối cùng mới có thể hình thành một giọt máu tuyền chi lệ. Này cái gọi là vô số cường giả tiên huyết, khẳng định nhất định muốn là thần đế cảnh cường giả huyết dịch. Năm đó ở Vẫn Lạc chi địa chết rồi nhiều như vậy cường giả, chẳng trách ở chỗ này sẽ hình thành suối máu chi lệ rồi. Có máu này tuyền chi lệ sau, Diệp Thần Phong luyện chế ra vũ khí power nhất định sẽ càng thêm cường đại rồi, lần này tới Vẫn Lạc chi địa quả thực là được mùa lớn rồi. Bất quá, hiện tại Diệp Thần Phong cũng không gấp lập tức luyện khí, hắn nhất định muốn còn muốn củng cố luyện khí trình độ, hắn muốn luyện chế là một cái tuyệt thế vô song tiên khí, tuyệt đối không thể xuất chút nào sai lầm. Đem suối máu chi lệ thu cẩn thận sau, Diệp Thần Phong quan sát một chút chỗ này sơn cốc, cũng không hề ở nơi này phát hiện còn lại chỗ đặc biệt rồi. Thế là, hắn và Tuyết Ngưng Tư đồng thời rời khỏi nơi này. Theo thời gian trôi qua, xanh tím thần vẫn, bất diệt tiên thiết cùng hàn băng chi tinh cũng khai thác không sai biệt lắm, nhưng tại Vẫn Lạc chi địa bên trong chậm chạp không có phát hiện nữa còn lại thiên tài địa bảo rồi. Đối với cái này Diệp Thần Phong cũng không hề thất vọng. Hắn ở nơi này đã gặt hái được nhiều như vậy. Chương 2663, một cái rắm cũng không dám thả. Đem Vẫn Lạc chi địa bên trong hết thảy cao sơn toàn bộ đập ra một lần. Cũng không còn phát hiện còn lại có thể luyện khí thiên tài địa bảo rồi, cũng không có phát hiện những bảo vật khác rồi. Nơi này nhất định là không thích hợp ở lâu, dù sao Hà Nguyên Thiên đám người thoát đi nơi này, bây giờ thượng giới Hà Gia khẳng định biết chuyện nơi đây rồi. Lấy tình huống bây giờ, Diệp Thần Phong chả không đối kháng được Hà Gia. Thu được 10 năm vạn năm hỗn độn chi thiết, xanh tím thần vẫn, bất diệt tiên thiết cùng hàn băng chi tinh, đây tuyệt đối có thể nói là một cái cực kỳ to lớn cơ duyên, này bốn loại thiên tài địa bảo bên trong bất luận một loại nào, đủ khiến luyện khí sư vì này điên cuồng rồi. Còn nữa chả đã lấy được có thể gặp mà không thể cầu suối máu chi lệ, chỉ cần đem luyện khí trình độ lên trên nữa tăng lên. Dựa vào này lấy được thiên tài địa bảo, hắn khẳng định có thể luyện chế ra một cái làm cho tất cả mọi người đều chiết phục tiên khí. Nếu Vẫn Lạc chi địa bên trong không có cái khác phát hiện, như vậy Diệp Thần Phong cũng chuẩn bị rời đi nơi này rồi. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Tại Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn, một đám người toàn bộ rời khỏi Vẫn Lạc chi địa. Bởi thần tộc cùng người của ma tộc số nhiều lắm. Diệp Thần Phong thanh thần tộc cùng người của ma tộc toàn bộ đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, tại bên trong tiểu thế giới chuyên môn vì bọn họ mở ra một vùng. Chỉ có Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư, Ổ Quang Vinh, Thương Bằng cùng Thù được ở lại bên ngoài, đương nhiên Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu cũng nhưng vẫn là đi theo Diệp Thần Phong. Hiện tại Diệp Thần Phong nhất định phải ở thượng giới thành lập Diệp Tông rồi, hắn hiện tại nhất định muốn tìm một chỗ thành lập Diệp Tông. Chỉ cần Diệp Tông thành lập, tại Diệp Tông chu vi bố trí hộ tông đại trận, đến lúc đó thì có thể làm cho bên trong tiểu thế giới người thân toàn bộ đi ra, bọn hắn một mực ở tại ở bên trong có thể không buồn không lo tu luyện, nhưng bọn họ khẳng định cũng buồn bực hỏng rồi. Rời khỏi Vẫn Lạc chi địa, đi tới trước đó tiến vào bên trong sơn cốc. Chỉ thấy tại bầu trời xanh thẳm bên trong, hiện ra Diệp Thần Phong chân dung, hơn nữa tại Diệp Thần Phong chân dung bên cạnh, chả viết một loạt chữ. Đại khái ý tứ chính là Diệp Thần Phong cấu kết thiên ngoại ma vật, còn nói rõ Vẫn Lạc chi địa phương vị. Hà Gia lệnh truy nã ban bố vẫn đúng là nhanh. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu nhìn lên bầu trời bên trong lệnh truy nã, chỉ thấy cái này lệnh truy nã là có chút màu đỏ, hai người bọn họ lông mày chăm chú nhíu lại. Nam Sơn lão yêu nói ra, ân công, đây cũng là Hà Gia cấp bậc cao nhất lệnh truy nã rồi, có thể 5 ngày không tại trên bầu trời biến mất. Có người nói phàm là có thể nắm lấy Hà Gia cấp bậc cao nhất trong lệnh truy nã người, như vậy có thể trực tiếp gia nhập Hà Gia, trở thành Hà Gia nội bộ thành viên trọng yếu, thậm chí có thể chịu đến Hà Gia đại lượng tư nguyên bồi dưỡng. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, xem ra Hà Gia còn thật sự để mắt ta. Nếu như ta không có đoán sai, chung quanh đây cũng đã có người tu luyện chạy đến. Thương Bằng cùng Thù được làm nóng người, hai người bọn họ một điểm đều chưa từng có nghiện. Thân thể bọn họ bên trong lệ khí còn nhiều nữa. Khóe miệng không tự chủ lộ ra một vệt tàn nhẫn cười, Thương Bằng nói ra, lại dám đối với chúng ta chủ nhân tuyên bố lệnh truy nã, quả thực là chán sống rồi. Thù Đực cũng lập tức nói ra, chủ nhân, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta trực tiếp để trong này máu chảy thành sông. Thương Bằng cùng Thù Đực hẳn là cảm thấy ngoài thung lũng có người tu luyện tồn tại.
Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư là hai bên trái phải đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, nguyên bản hai người bọn họ như hai con dịu ngoan cừu, nhưng khi nghe đến giữa bầu trời chính là lệnh truy nã sau, các nàng khí thế trên người trở nên ác liệt lên, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập lạnh lẽo. Hổ Quang Vinh lão đầu nhi này cũng là cực kỳ tức giận, dám động Diệp Tông Chủ suy nghĩ, những người này là ngại mạng của mình quá dài. Giờ khắc này ngoài thung lũng, quả nhiên là xúm lại không ít người tu luyện, bọn hắn nguyên bản tự tại chung quanh đây, vừa nhìn thấy Hà Gia ban bố cấp bậc cao nhất lệnh truy nã, bọn hắn lập tức chạy về đằng này đi qua. Bất quá, trong lệnh truy nã cũng không nói gì quá nhiều, không có ghi rõ Diệp Thần Phong bây giờ tu vi, cũng không có ghi rõ Diệp Thần Phong cấu kết thiên ngoại ma vật thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên, những người tu luyện này mới chậm chạp không dám tiến vào bên trong sơn cốc. Ở đây những người tu luyện này trong, tu vi không có một cái đến thần đế cảnh đỉnh phong, trong đó một cái thần đế cảnh hậu kỳ tròm râu dê lão đầu, hắn đứng ra quát mọi người còn phải ở nơi này chờ tới khi nào. Từ trước tới nay, Hà Gia vẫn là lần đầu tiên đối cùng một người tuyên bố hai lần lệnh truy nã. Tiểu tử này dáng dấp trẻ tuổi như vậy, thực lực của hắn hội cường đi nơi nào? Lại nói Hà Gia đã nói rõ, tiểu tử này cấu kết thiên ngoại ma vật. Đã từng những ngày kia ngoại ma vật nhưng là suýt chút nữa thống trị chúng ta vùng thế giới này. Bất quá, lúc trước những ngày kia ngoại ma vật đại bại mà về, bọn hắn nhất định là nguyên khí bị thương nặng, trải qua lâu như vậy tuế nguyệt, những ngày kia ngoại ma vật sẽ có nhiều đáng sợ. Ta nghĩ những ngày kia ngoại ma vật khẳng định cũng đã suy yếu rồi, chẳng bằng chúng ta đồng thời nhảy vào trong đó, nói không chắc có thể mang tiểu tử kia bắt lại đến. Lại nói, các ngươi không muốn gặp gỡ một cái trong truyền thuyết vẫn lạc chi địa sao? Tại tròm râu dê lão đầu lời nói này dưới, còn lại người tu luyện cũng toàn bộ trở nên xuẩn xuẩn dục động. Đúng vậy, chính là cầu phú quý trong nguy hiểm, làm những kia chân chính cường giả đến rồi, chúng ta liền một cái súp cũng không uống được. Đúng, tiểu tử kia dám cấu kết thiên ngoại ma vật, hắn đã là chúng ta thần nguyên giới tất cả mọi người công địch, chúng ta cần gì phải sợ hắn? Nói không chắc những ngày kia ngoại ma vật sớm cũng không bằng chúng ta nơi này người tu luyện rồi. Tròm râu dê lão đầu thấy mình kéo lên những người này tâm tình, hắn cái thứ nhất hướng về bên trong sơn cốc đi đến, nói ra, mọi người cùng nhau đuổi tới, để cho chúng ta đến mở mang kiến thức một chút cái kia được Hà Gia rơi xuống hai lần lệnh truy nã tiểu tử, ta. Chỉ là, tròm râu dê lão đầu trong cổ họng thanh âm đột nhiên im bặt đi. Hắn chỉ là bước ra một bước. Cả người là đứng đấy không nhúc nhích. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng, tại tròm râu dê lão đầu trên cổ xuất hiện một cái vết máu, sát theo đó, hắn cả viên đầu lâu liền lăn rơi trên mặt đất. Ấm áp máu tươi từ hắn không còn đầu lâu cổ miệng không ngừng phun ra tung tóe. Thương bằng thân ảnh ở trong không khí chậm rãi hiện lên. Diệp Thần Phong một nhóm đám người cũng chậm bước từ bên trong sơn cốc đi ra. Ai muốn giết ta sao? Ai muốn bắt ta sao? Các ngươi hiện tại có thể động thủ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Trong không khí tràn ngập từng tiếng nuốt nước miếng âm thanh. Động thủ. Động cái giám a hát. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư, Thương Bằng cùng thù được toàn bộ đều là thần đế cảnh tu vi đỉnh cao. Bọn hắn những người này chả căn bản không đủ đối phương nhét kẻ răng. Đây chính là đã từng thiên ngoại ma vật, bọn hắn lúc trước ý nghĩ quả thực buồn cười cực kỳ, bọn hắn hiện tại mới ý thức tới cho dù đã từng thiên ngoại ma vật thật sự cô đơn rồi. Lạc đà gầy vẫn còn so sánh ngựa lớn, bọn hắn căn bản sẽ không là những ngày qua ngoại ma vật đối thủ, bọn hắn phát hiện mình có thể là được Hà Gia ám toán rồi. Hà Gia tuyệt đối là biết nơi này thiên ngoại ma vật có cường đại cỡ nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2664, Bắt Thiên Cực Thành. Diệp Thần Phong đối với những người tu luyện này hoàn toàn không có nửa điểm thương hại tình. Nếu như hắn một phương này thực lực yếu một ít, sớm như vậy đã bị những người tu luyện này bắt lại, thậm chí sẽ phải chịu không phải người dằn vặt. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, quá nhiều thương hại, cuối cùng chỉ sẽ ép lên tuyệt lộ. Thấy không có người mở miệng, Diệp Thần Phong lãnh đạm nói một câu, một cái không lưu. Thương Bằng cùng thù được lập tức động thủ, trong lòng bọn họ khát vọng giết chóc, bọn hắn muốn đem lệ khí toàn bộ thả ra ngoài.
Phải biết hai người bọn họ đều là thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, bọn hắn tựu như cùng mãnh hổ nhào vào dê trong đám như thế, không có người nào có thể chống đối sự công kích của bọn họ. Phàm là những kia muốn chạy trốn người tu luyện hội cái thứ nhất được thương bằng cùng thù được giải quyết. Trong không khí tràn ngập tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thần Phong đối với chuyện này là thờ ơ không động lòng. Tốt, sau một hồi lâu, tất cả tu luyện người toàn bộ được thương bằng cùng thù được giải quyết, dù sao tại những người tu luyện này ở trong, không có một người là thần đế cảnh đỉnh phong cường giả. Chủ nhân, thương bằng cùng thù được giải quyết xong những người tu luyện này, sau đó hai người bọn họ về tới Diệp Thần Phong trước mặt. Bây giờ khoảng cách khí thần cốc mở ra còn có một đoạn tháng ngày. Khí thần cốc, Diệp Thần Phong tuyệt đối là yếu đi một chuyến, nói không chắc có thể tăng lên hắn luyện khí trình độ, hắn nhưng còn muốn luyện chế ra một cái có 102 tiên khí đây. Bây giờ còn có một ít thời gian, chẳng bằng trước tiên đem Diệp Tông cho thành lập. Diệp Thần Phong nhìn hướng Nam Sơn Lão Yêu, người biết cách nơi này tương đối gần người tu luyện thành chỉ sao. Nam Sơn Lão Yêu sắc mặt có phần không được tự nhiên, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, chúng ta vừa đi vừa nói. Nơi này cũng không đoạn sẽ có người tu luyện chạy tới. Diệp Thần Phong một nhóm người lập tức đạp không mà lên, Nam Sơn Lão Yêu nói ra, ân công, Thiên Cực Thành cách nơi này chỉ có 2 ngày lộ trình. Diệp Thần Phong lập tức nhớ tới Nam Sơn Lão Yêu thân thế. Nam Sơn Lão Yêu tên là Quách An Nham, năm đó chính là thượng giới con trai của Quách gia gia chủ. Mẫu thân tại sinh ra hắn sau tựu chết rồi, cho nên cha của hắn trong lòng đối với hắn tràn đầy oán hận. Cho rằng tất cả những thứ này đều là của hắn sai. Năm đó Nam Sơn Lão Yêu Quách An Nham, hắn ở trong gia tộc không chiếm được quan tâm, cả ngày lưu luyến ở khói. Hoa địa, hắn tại người Quách gia trong mắt chính là một tên rác rưởi. Thẳng đến về sau Quách An Nham phụ thân lại lấy một tên thê tử, sinh ra một cái tên là Quách An Ngàn Nhi tử sau. Nam Sơn Lão Yêu Quách An Nham hết thảy đều xảy ra thay đổi. Quách An Ngàn từ nhỏ đã được đo lường ra mạnh mẽ thiên phú, lại tăng thêm hắn phi thường nỗ lực tu luyện, tu vi có thể nói là tăng lên rất nhanh, tại Quách gia bên trong phi thường được hoan nghênh. Bất quá, Quách An Ngàn mặt ngoài nho nhã lễ độ dưới, ẩn giấu đi một viên hẹp hòi tâm tư, tu vi của hắn tại vượt qua Quách An Nham sau đó hắn ở gia tộc thi đấu thượng tướng Quách An Nham hung hăng dẫm tại dưới bàn chân. Thậm chí, sau hắn liên hợp mẹ mình cho Quách An Nham bố trí cái bẫy. Nói xấu Quách An Nham đối mẹ của hắn ý đồ bất chính. Lúc trước Quách An Nham chăm miệng cũng không thể bào chữa, tại Quách gia không có bất cứ người nào tin tưởng hắn, hắn gân mạch cùng tu vi đều là được cha của mình phế bỏ. May là tại lúc khẩn cấp quan trọng một vị thần bí lão giả xuất hiện, năm đó thiếu nợ Quách An Nham mẫu thân một cái ân tình, đem Quách An Nham cứu ra ngoài, còn đưa hắn đưa đến bên trong giới đi. Thiên Cực Thành là Quách gia chỗ ở thành trì. Diệp Thần Phong hỏi, Nam Sơn Lão Yêu Quách An Nham, hắn gật gật đầu, nói ra, ân công, Thiên Cực Thành chính là Quách gia vị trí, bất quá, ân công ngươi không cần cân nhắc ta, chuyện của ta có thể sau này chậm rãi lại xử lý. Diệp Thần Phong nói, dẫn đường đi, chúng ta liền đi Thiên Cực Thành, thuận tiện giúp ngươi đòi lại một cái công đạo. Nam Sơn Lão Yêu nghe vậy, cả người hắn biến đến mức dị thường kích động. Phải biết Diệp Thần Phong bên người nhưng là có thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, chỉ cần Diệp Thần Phong nguyện ý ra tay, Quách gia căn bản không ngăn cản được. Đạo tạ ơn cũng không cần nói, đây là ta đáp ứng ngươi sự tình, nếu như Thiên Cực Thành thích hợp, như vậy chúng ta Diệp Tông liền xây dựng ở Thiên Cực Thành đi. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái nói ra. Tại Nam Sơn Lão Yêu dẫn đường dưới, Diệp Thần Phong bọn hắn đi về phía Nam mặt nhanh chóng đạp không mà đi. Diệp Thần Phong một lần nữa cho mình dịch dung một cái, mà Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư các loại thần tộc cùng người của ma tộc, nữ trên mặt là trực tiếp dùng một cái khăn che mặt che chắn, mà nam thì còn lại là mang một cái mũ trùm, đem mặt của mình ẩn giấu ở mũ trùm bên trong. Một đường đạp không mà đi. Diệp Thần Phong bọn hắn nhìn thấy có không ít người tại hướng về Vẫn Lạc Chi địa phương hướng chạy đi. 2 ngày lóe lên liền qua. Làm Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới Thiên Cực Thành sau đó tại một phen hỏi thăm dưới, như hôm nay cực trong thành gia tộc lớn nhất chính là Quách gia, có thể nói Quách gia tại đây chút trong 5 tháng phát triển hữu mô hữu dạng. Khi biết Quách gia tình huống sau đó Nam Sơn Lão Yêu lửa giận trong lòng là càng ngày càng thịnh vượng, tâm tình tiêu cực như núi lửa như thế từ bên trong thân thể của hắn bộc phát ra,
năm đó hắn như con chó chết rời khỏi Quách gia, hiện tại qua lâu năm như thế, hắn một mực chờ mong lấy để Quách gia tất cả mọi người hối hận, hắn muốn nói cho hết thảy Quách gia người, hắn năm đó không sai, hắn năm đó không có sai, hắn muốn bắt về thuộc về hắn tôn nghiêm của mình. Trong lòng của hắn phi thường cảm kích Diệp Thần Phong, phi thường may mắn có thể gặp phải Diệp Thần Phong, là Diệp Thần Phong cho hắn về tới đây sức lực. Đặc biệt là đang nghe nói sau một ngày chính là Quách gia lão tổ Quách An Ngàn ngày đại thọ. Nam Sơn lão yêu đệ đệ cùng cha khác mẹ Quách An Ngàn, bây giờ chính là Quách gia lão tổ rồi, hơn nữa sau một ngày chính là của hắn ngày đại thọ. Có người nói lần này tiệc mừng thọ hội tổ chức phi thường long trọng, đến lúc đó thiên cực trong thành rất nhiều thế lực đều sẽ đi vào chúc mừng. Diệp Thần Phong rất rõ ràng Nam Sơn lão yêu tâm tình trong lòng, hắn vỗ vỗ Nam Sơn lão yêu vai, bình tĩnh đừng nóng, nếu sau một ngày Quách gia có tiệc mừng thọ, như vậy bọn chúng ta tiệc mừng thọ bắt đầu lại đi bái phỏng, người hội cầm lại thuộc về ngươi tất cả mọi thứ, bao quát ngươi tôn nghiêm. Nam Sơn lão yêu gật gật đầu, trong cổ họng hắn nói không ra lời, thời gian qua đi nhiều tuổi như vậy nguyệt, lần nữa trở về cái này quen thuộc địa phương, trong lòng của hắn có một loại không rõ tâm tình. Diệp Thần Phong nói ra, nơi này ngươi nên so với chúng ta quen thuộc, ta muốn mua cái kế tiếp lớn nhất trang viên, tự xem như là chúng ta Diệp Tông thành lập địa phương, ta xem Thiên Cực Thành cũng coi như là không tệ, về sau nơi này chính là chúng ta Diệp Tông đại bản doanh. Đang giúp ngươi giải quyết xong Quách gia sau đó chúng ta liền đem toàn bộ Thiên Cực Thành bắt lại. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Nam Sơn lão yêu lập tức dẫn Diệp Thần Phong bọn hắn trên trời cực thành bắt đầu đi dạo. Lâu năm như thế đi qua, Thiên Cực Thành xảy ra rất khó lường hóa, lúc trước Nam Sơn lão yêu rời đi nơi này thời điểm, hắn vẫn là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, bây giờ đã trở nên như thế xế chiều rồi. Cuối cùng trên trời cực trong thành mua một chỗ tương đối lớn trang viên, trước tiên thích hợp ở thêm mấy ngày, dù sao những kia lớn nhất trang viên toàn bộ trưởng khống trên trời cực thành những đại gia tộc kia trong tay. Chương 2665, tìm phiền toái đến rồi. Tại bên trong trang viên dàn xếp lại sau. Kỳ thực chỗ này trang viên ngược lại cũng thật không tệ, chủ yếu nhất là trong đó hoàn cảnh rất tốt. Nguyên bản Diệp Thần Phong chỉ tính toán ở nơi này được thông qua mấy ngày, đang nhìn đến bên trong trang viên hoàn cảnh sau đó Diệp Thần Phong dự định liền đem nơi này cho rằng Diệp Tông thành lập địa phương. Tại đây nơi trang viên chu vi cũng có không ít khá là nhỏ trang viên, đến lúc đó chỉ cần xây dựng thêm một cái hoàn toàn không có vấn đề. Tại Diệp Thần Phong quyết định sau, Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu lập tức đi đặt riêng một khối bảng hiệu, trực tiếp đọng ở trang viên ngoài cửa lớn ngay phía trên. Trên tấm bảng màu vàng Diệp Tông hai chữ này là phác họa chính là rồng bay phượng múa. Diệp Thần Phong cũng không hề vội vã đem hỗn độn trong chiếc nhẫn người cho thả ra, hắn dự định đem Thiên Cực Thành triệt để bắt sau đó lại để cho bên trong tiểu thế giới người đi ra. Diệp Tông có thể nói là trên trời cực trong thành lặng yên không tiếng động thành lập. Tại bây giờ Thiên Cực trong thành, Quách gia chính là gia tộc lớn nhất, có thể nói toàn bộ Thiên Cực Thành trưởng khống ở Quách gia trong tay. Bọn hắn nhìn trời cực thành mọi cử động nhược chỉ trưởng, thậm chí là có người nào đó tiến vào Thiên Cực Thành, Quách gia tin tức cũng lập tức hội biết được. Diệp Thần Phong cùng Lan Vân đám người toàn bộ tại trang viên bên trong đại sảnh nghỉ ngơi, dưới cái nhìn của bọn họ Quách gia tuy nói là Thiên Cực Thành bá chủ, nhưng căn bản là không đáng sợ. Tại Diệp Thần Phong muốn cho những người còn lại trở về phòng của mình giữa lúc nghỉ ngơi, một đạo thanh âm phách lối bỗng nhiên truyền vào đi vào, Quách gia đại thiếu gia đến. Còn không mau mau ra nghênh tiếp. Âm thanh này bên trong chứa đựng sóng âm công kích, bất quá, ở đây này nhưng đều là thần đế cảnh cường giả, mở miệng người nhiều nhất chỉ là thần tôn cảnh mà thôi, bực này sóng âm công kích căn bản là đồ con nít rồi. Quách gia đại thiếu gia. Nói như vậy là Thiên Cực Thành người của Quách gia. Diệp Thần Phong bọn hắn không có đi tìm tới Quách gia, người của Quách gia liền chủ động đã tìm tới cửa. Nam Sơn lão yêu Quách An Nham nghe được là Quách gia người, hắn bàn tay gầy guộc lập tức nắm thành quyền đầu, trong con ngươi lửa giận bạo phát. Diệp Thần Phong chỉ là bình thản nói ra, không nên quá cuống lên, mọi người đều đem từng người thật khí thế thu liễm một chút, tại sao một ngày, Quách gia ngày đại thọ thượng đưa cho bọn họ một phần kinh hỉ, như vậy mới có ý tứ. Nam Sơn lão yêu tự nhiên là rõ ràng Diệp Thần Phong ý tứ rồi, bây giờ tới nơi này chỉ là một cái Quách gia trẻ tuổi. Cho dù đem cái này Quách gia trẻ tuổi trực tiếp giết thì đã có sao.
chẳng bằng không nên đánh rắn động cỏ, để Quách Gia đắm chìm tại một loại vui sướng trong không khí, tại bọn hắn tối cao hứng bừng bừng thời điểm, trực tiếp một cước đem bọn hắn từ phía trên đường dẫm nhập địa ngục, loại này trả thù phương thức mới là hoàn mỹ nhất. Thẩm Tu Thiên vỗ vỗ Nam Sơn lão yêu vai, nói ra, nghe ân công a. Trước tiên tạm thời nhẫn nại một cái. Nam Sơn lão yêu nắm chặt quả đấm chậm rãi buông lỏng ra, lửa giận trên mặt cũng lập tức thu liếm, ân công, người yên tâm, ta biết, chỉ có tại ngày đại thọ mới có thể cho Quách Gia đau xót nhất đả kích. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vậy chúng ta cùng đi ra ngoài gặp một lần này cái gọi là Quách Gia đại thiếu gia đi. Diệp Thần Phong đem khí thế của mình thu lại đã đến thần vương cảnh sơ kỳ tầng thứ. Thương Bằng, Thù Đực, Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư, Ổ Quang Vinh cùng Nam Sơn lão yêu cũng dồn dập thu lại khí thế, tướng khí thế duy trì ở nửa bước thần đế, chỉ có Thẩm Tu Thiên vẫn như cũ thì ra là thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế. Diệp Thần Phong một bên đi ra ngoài, vừa hướng Thẩm Tu Thiên, nói ra, sau đó do người đứng ra. Đoàn người các loại mở ra trang viên sau đại môn, chỉ thấy đứng ngoài cửa một tên chỉ cao khí ngang thanh niên, tại thanh niên bên cạnh còn đứng một tên xấu xí đàn ông trung niên. Tên này chỉ cao khí ngang thanh niên chính là Quách Gia đại thiếu gia Quách Thiên Minh rồi, một thân tu vi tại nửa bước thần tôn tầng thứ, hắn đồng dạng cũng là Quách Gia lão tổ Quách An ngàn dòng chính hậu bối. Đứng ở Quách Thiên Minh bên cạnh đàn ông trung niên, hắn tính là Quách Thiên Minh chó săn, phụ trách bảo vệ Quách Thiên Minh, tu vi tại thần tôn cảnh hậu kỳ, tên của hắn gọi là Quách Mậu. Quách Thiên Minh tại Quách Gia cũng coi là một tên thiên tài. Bất quá, trong ngày thường hắn vô học, yêu thích làm một ít bắt nạt thiện sợ ác sự tình. Thân là Quách Gia dòng chính, hắn tự nhiên có biện pháp hiểu được thiên cực trong thành nhất cử nhất động rồi, khi hắn biết có một nhóm mới vừa tới đến thiên cực thành người tự lập môn hộ, sáng lập một cái tên là cái gì Diệp Tông thế lực sau, hắn lập tức đến rồi hứng thú. Tại Diệp Thần Phong một nhóm người sau khi đi ra, thần đế cảnh hậu kỳ Thẩm Tu Thiên đi ở phía trước nhất, những người còn lại toàn bộ ẩn giấu khí thế của mình. Quách Thiên Minh cảm giác được trong những người này tu vi tối cao cũng chỉ là thần đế cảnh hậu kỳ Thẩm Tu Thiên, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Quách Mậu. Quách Mậu lập tức đứng ra, quát lên, dám can đảm ở thiên cực thành tự lập môn hộ. Biết toàn bộ thiên cực thành là ở của người nào trưởng khống dưới sao? Là ở chúng ta Quách Gia trưởng khống bên dưới. Chúng ta Quách Gia lão tổ Quách An ngàn bây giờ một cái chân đã bước vào thần đế cảnh đỉnh phong. Không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành chân chính thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, mà vị này Quách thiếu liền là của hắn dòng chính vãn bối. Thấy Diệp Thần Phong bọn người không có mở miệng, Quách Mậu hét ra âm thanh là càng gia tăng thế nào. Đã cho ta là ở nơi này nói giỡn đó sao? Trong các ngươi tu vi mạnh nhất cũng chỉ là thần đế cảnh hậu kỳ mà thôi, chúng ta Quách gia muốn tiêu diệt các ngươi là thừa sức. Hiện tại cho các ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Sau một ngày là Quách Gia lão tổ Quách An ngàn ngày đại thọ, các ngươi bây giờ trên trời cực xây thành lập tông môn, nhất định muốn trải qua chúng ta Quách Gia đồng ý, chỉ muốn các ngươi có thể đưa ra một phần đầy đủ để cho chúng ta Quách Gia hài lòng quà tặng, như vậy chuyện ngày hôm nay chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Thần Phong âm thầm kéo lại tâm tình càng ngày càng chấn động Nam Sơn lão yêu, hắn trực tiếp cho Thẩm Tu Thiên truyền âm, đáp ứng yêu cầu của hắn. Chúng ta sau một ngày xác thực yếu cho bọn họ một phần khó quên quà tặng. Trong đầu đang vang lên Diệp Thần Phong thanh âm sau đó Thẩm Tu Thiên khuôn mặt tươi cười nhìn xem Quách Thiên Minh cùng Quách Mậu, chúng ta mới đến là không hiểu quy củ, để cho chúng ta chuẩn bị một cái, sau một ngày ngày đại thọ, chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ chàng, để cho chúng ta chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ cho suốt một phần để cho các ngươi hài lòng quà tặng. Quách Thiên Minh cùng Quách Mậu hơi sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như thế, dĩ vãng có người muốn ở chỗ này thành lập tông môn, bọn hắn đồng dạng là dùng qua này các loại thủ đoạn, nhưng đối phương lại kém cũng sẽ một chút chống cự, nhưng những người trước mắt này rõ ràng trực tiếp cúi đầu đáp ứng rồi. Quách thiếu, xem ra những người này vốn là tôm chân mềm, sớm biết như thế, chúng ta căn bản không cần muốn đích thân đến. Quách Mậu cho Quách Thiên Minh truyền âm. Quách Thiên Minh gật gật đầu, hắn đối với Thẩm Tu Thiên. Quát lên, sau một ngày, ta sẽ tại Quách cửa nhà chờ các ngươi, đến lúc đó đem các ngươi chuẩn bị xong quà tặng giao cho ta, các ngươi chỉ cần để cho ta đã hài lòng, như vậy về sau trên trời cực thành, các ngươi là có thể đi theo ta. Thẩm Tu ngày hành động cũng không tệ lắm, hắn vội vàng nói, được, Quách thiếu,
sau một ngày quà tặng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng, nói không chắc ngươi trả sẽ có một kinh hỉ đây. Chương 2666, cái này quà tặng hài lòng không? Thấy Thẩm Tu Thiên bọn hắn như vậy thức thời vụ, Quách Thiên Minh cùng Quách Mậu tự nhiên là thỏa mãn rời đi. Lần này Quách gia lão tổ Quách An Ngàn tiệc mừng thọ vô cùng long trọng, lấy tư cách Quách An Ngàn vãn bối, Quách Thiên Minh tự nhiên muốn chuẩn bị một phần dày nặng quà tặng, dùng này đến tranh thủ lão tổ niềm vui. Phàm là mấy ngày gần đây đến Thiên Cực Thành, đồng thời trên trời Cực Thành muốn an cư lạc nghiệp người tu luyện, hầu như toàn bộ được Quách Thiên Minh cho lường gạt một phen, tuy nói cũng có phản kháng người, nhưng cuối cùng toàn bộ chỉ có thể nuốt giận vào bụng rồi. Quách Thiên Minh muốn tại những người này trên người kiếm ra một phần đưa cho mình lão tổ lễ vật, phải biết con đường tu luyện là cực kỳ tiêu hao tư nguyên, cho nên tay hắn cũng không có rất nhiều linh thạch đi mua sắm những kia hiếm thấy thiên tài địa bảo, dù sao hắn còn muốn duy trì sau tu luyện sử dụng. Một ngày vội vã mà qua, Quách gia tiệc mừng thọ là ở buổi trưa cử hành. Sáng sớm, Diệp Thần Phong cùng Nam Sơn lão yêu bọn hắn liền hướng Quách gia phủ đệ tiến đến. Dọc theo đường đi, hầu như tất cả tu luyện người đều là đi hướng Quách gia, lấy tư cách Thiên Cực Thành đệ nhất đại gia tộc, tự nhiên có không ít người tu luyện đi vào chúc mừng rồi. Quách gia ở vào Thiên Cực Thành khu vực tốt nhất, tại Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới Quách gia phủ đệ cửa lớn lúc. Chỉ thấy toàn bộ Quách gia là răng đèn kết hoa, Diệp Thần Phong một nhóm người đến, hấp dẫn một ít người tu luyện lực chú ý. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Quách gia có mạng lưới tình báo của mình, Thiên Cực trong thành còn lại thế lực tự nhiên cũng có mạng lưới tình báo của mình rồi. Quách Thiên Minh lấy tư cách Quách gia dòng chính, tự nhiên sẽ bị người chú ý, cho nên sinh ở Diệp Tông cửa ra vào sự tình Thiên Cực thành thế lực hầu như cũng đã biết. Bên kia mấy người chính là cái gọi là Diệp Tông, bây giờ là cái gì chó và mèo cũng có thể thành lập thế lực của mình, chỉ bằng mấy người bọn hắn cũng muốn trên trời Cực thành đặt chân. Quả thực là si nhân nằm mơ. Nghe nói bọn hắn tại Quách Thiên Minh trước mặt liền một cái giấm cũng không dám thả. Hôm nay xem ra này cái gọi là Diệp Tông, tuyệt đối yếu đại xuất huyết, bọn hắn nhất định sẽ lấy ra như thế để Quách Thiên Minh hài lòng lễ vật. Ta xem này Diệp Tông nhiều nhất chỉ có thể trở thành Quách Thiên Minh chó, liền mấy người bọn hắn cũng xứng xưng là tông môn. Những kia đến đây chúc thọ thế lực, bọn hắn bắt đầu nhao nhao nghị luận, Diệp Thần Phong bọn hắn nhưng vẫn là thu liếm khí thế. Cho nên tại những thế lực này trong mắt trong đó mạnh nhất cũng chỉ là thần đế cảnh hậu kỳ Thẩm Tu Thiên mà thôi, cuối cùng này cái gọi là Diệp Tông nhất định trên trời Cực trong thành không lật nổi bọt nước tới. Diệp Thần Phong đối với chung quanh nghị luận không để ý chút nào, hắn lần này là cùng Nam Sơn Lão Yêu tới nơi này, nhân vật chính của hôm nay là Nam Sơn Lão Yêu, hắn sẽ giúp Nam Sơn Lão Yêu cầm lại hết thảy. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn bên cạnh sắc mặt khó coi Nam Sơn Lão Yêu. Trở về chính mình đã từng gia tộc cửa vào, thời khắc này, Nam Sơn Lão Yêu tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp, hắn năm đó là con trai của Quách gia gia chủ, tại cha của hắn không có lại cưới vợ sinh con trước đó, tuy rằng hắn tại Quách gia bên trong bị người phỉ nhổ, nhưng hắn là danh xứng với thực Quách gia đại thiếu gia, chí ít ở bề ngoài không người nào dám đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Quách gia cửa lớn vẫn là quen thuộc như vậy, trải qua lâu năm như thế. Nhiễm lên một tầng lịch sử trầm trọng cảm giác. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta ở chỗ này chờ các ngươi đã lâu rồi, mau chút thanh chuẩn bị xong quà tặng giao cho ta. Quách Thiên Minh chó săn Quách Mậu đi tới Thẩm Tu Thiên hòa Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ. Thẩm Tu Thiên hỏi, Quách Thiếu đâu này? Quách Mậu nhíu nhíu mày, Quách Thiếu hôm nay rất bận rộn, nào có ở không đến thấy các ngươi. Vội vàng đem chuẩn bị xong quà tặng lấy ra. Không nên lãng phí thời gian của ta. Quách Mậu tuy nói chỉ có thần tôn cảnh hậu kỳ, thực lực không sánh được không có áp chế tu vi Thẩm Tu Thiên, nhưng nơi này là Quách gia địa bàn, cái này cũng là hắn dám đối với Thẩm Tu Thiên chỉ cao khí ngang nguyên nhân, hắn biết chỉ muốn đối phương không phải người ngu, liền tuyệt đối không dám ở nơi này làm sao. Diệp Thần Phong đứng ở một bên, hoàn toàn đem sự tình giao cho Thẩm Tu Thiên xử lý. Có phải hay không chúng ta đưa lên quà tặng? Là có thể tiến vào Quách gia bên trong chúc thọ. Thẩm Tu Thiên lần thứ hai hỏi. Quách Mậu khuôn mặt lộ ra một vệt khinh thường, các người nghĩ đến đám các ngươi Diệp Tông là vật gì? Một cái thành lập mới một ngày tông môn, người đủ tư cách bước vào Quách gia cho chúng ta lão tổ chúc thọ sao? Không nên lại cho ta nhiều lời,
nếu để cho Quách Hít tức giận rồi, các ngươi như thế một cái nho nhỏ Diệp Tông, lập tức sẽ ở Thiên Cực Thành biến mất. Đứng ở một bên Diệp Thần Phong đối với Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư cùng Thương Bằng đám người truyền âm, chuẩn bị kỹ càng động thủ đi. Cái ngạc nhiên này ta nghĩ Quách gia nhất định sẽ ưa thích. Sau đó, hắn lại cho Nam Sơn Lão Yêu truyền âm, thế nào? Nếu như ta ở nơi này trực tiếp giết người của Quách gia, người có hay không cái gì ý kiến? Nam Sơn Lão Yêu cũng gấp bận bịu cho Diệp Thần Phong truyền âm, ân công, ta chờ đợi ngày này đợi quá lâu, không nghĩ tới lần này trở về hội vừa vặn là Quách An Ngàn tiệc mừng thọ, ta sớm cũng không phải là người của Quách gia rồi, lần này ta chỉ muốn nói cho bọn hắn biết, ta xưa nay đều không có sai. Ân công, ngài cứ việc động thủ. Diệp Thần Phong đứng dậy, hắn nhìn hướng Quách Mậu, nói ra, quà tặng các ngươi muốn, kết quả chúng ta liền tiến vào Quách gia tư cách cũng không có. Này e sợ không có đạo lý chứ. Diệp Thần Phong bây giờ khí thế duy trì tại thần vương cảnh sơ kỳ. Quách Mậu thấy một cái thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử đứng ra phản bác, hắn cười lạnh nói, con vật nhỏ, trên thế giới này thực lực chính là đạo lý, các ngươi có thực lực sao? Nếu như các ngươi có thực lực lời nói, như vậy các ngươi là có thể thành vì chúng ta Quách gia khách quý rồi, để cho chúng ta Quách gia lão tổ đến tự mình nghênh đón các ngươi. Nhưng là các ngươi có thực lực như vậy sao? Các ngươi có sao? Vội vàng đem chuẩn bị quà tặng cho ta, sau đó lăn ra nơi này. Một bên đến đây chúc thọ người tu luyện là có nhiều ý vị nhìn trước mắt tất cả những thứ này, bọn hắn hầu như đã nhận định cuối cùng Diệp Thần Phong bọn hắn hội xám xịt rời đi. Nhưng là tại Quách Mậu lời nói âm mới vừa hạ xuống xong. Diệp Thần Phong không lại áp chế bên trong thân thể thật khí thế, thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế đều lộ không bỏ sót. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân ảnh liền xuất hiện tại Quách Mậu trước mặt, tại đối phương chưa kịp phản ứng đến đây thời điểm, bàn tay của hắn trực tiếp xuyên thấu đối phương ngực. Diệp Thần Phong thủ nắm giữ rồi Quách Mậu trái tim, nhìn xem sắc mặt tái nhợt chả chưa hoàn hồn lại Quách Mậu, hắn nói ra, thế giới này thực lực thật là đạo lý, hiện tại ta liền đến cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Ngươi lại dám. Không có cho hoảng sợ Quách Mậu nói xong cơ hội, xì xì một tiếng. Diệp Thần Phong trực tiếp đem trái tim của hắn cho bóp nát. Quách Mậu trong nháy mắt đi đời nhà ma. Tại Quách Mậu chết rồi trong nháy mắt, Quách Thiên Minh vừa vặn từ Quách ra bên trong đi ra, hắn thấy Quách Mậu chậm chạp chưa có trở về, hắn xuất đến xem thử, nhưng hắn nhìn thấy lại là Diệp Thần Phong bàn tay xuyên thấu Quách Mậu ngực tình hình. Diệp Thần Phong chú ý tới đi ra Quách Thiên Minh, hắn cười nhạt một tiếng nói, cái này quà tặng vẫn tính hài lòng không? Chương 2667, rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Quách ra cửa phủ đệ. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, những kia đã nhận định Diệp Thần Phong đám người hội ảo não rời đi người tu luyện, hầu như toàn bộ là trợn to hai mắt, hết thảy trước mắt toàn bộ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sững sờ ở nguyên chỗ Quách Thiên Minh, hắn chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại. Là ai dám ở chúng ta Quách ra ngang ngược? Chính lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm tức giận vang vọng tại trong không khí. Một tên tóc trắng đầy đầu lão giả đột nhiên xuất hiện tại Quách gia cửa phủ đệ, hắn liền là hôm nay tiệc mừng thọ nhân vật chính Quách An Ngàn, Nam Sơn Lão Yêu đệ đệ, một cái chân bước vào thần đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Tại Quách An Ngàn xuất hiện sau đó lại có hai cái lão đầu cùng một cái bà lão xuất hiện tại cửa lớn. Hai cái này lão đầu và bà lão so với Quách An Ngàn càng thêm già nua. Trong đó một cái mặt tràn đầy sự nghiêm túc lão đầu, hắn chính là Quách An Ngàn phụ thân Quách Liệt, tu vi tại thần đế cảnh hậu kỳ, hắn đương nhiên cũng chính là Nam Sơn Lão Yêu phụ thân rồi, năm đó tự tay phế bỏ Nam Sơn Lão Yêu gân mạch cùng tu vi người. Một cái khác trên cằm có đạo vết tích lão đầu, hắn chính là Quách An Ngàn tiểu thúc Quách Cách, tu vi đồng dạng tại thần đế cảnh hậu kỳ tầng thứ, năm đó hắn là chấp trưởng Quách gia chấp pháp đường người. Khắp nơi thấy ngứa mắt Nam Sơn Lão Yêu cái này Quách ra rác rưởi. Cái cuối cùng bà lão chính là Quách An Ngàn mẫu thân Chu Mai, bây giờ tu vi tuy nói chỉ có nửa bước thần đế, nhưng con trai của nàng cùng trượng phu tại Quách ra bên trong nắm giữ cao thượng địa vị, tự nhiên cũng là không ai dám trêu chọc nàng. Trong lúc nhất thời, Quách An Ngàn, Quách Liệt, Quách Cách cùng Chu Mai các loại ánh mắt của mọi người toàn bộ dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người. Bây giờ tại toàn bộ Quách gia bên trong, bởi vì Quách An Ngàn một cái chân khóa nhập thần đế cảnh đỉnh phong,
cho nên hắn tại Quách gia bên trong uy vọng thậm chí lấn át cha của mình cùng tiểu thúc. Quách gia có thể trở thành thiên cực thành đệ nhất đại gia tộc, hoàn toàn đều là dựa vào Quách An Ngàn một cái chân bước vào thần đế cảnh đỉnh phong nguyên nhân, dù sao trên trời cực trong thành còn lại không ít thế lực cũng đều là có thần đế cảnh hậu kỳ cường giả. Mà một cái chân bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, tuy nói không phải chân chính thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu yếu xa vượt xa thần đế cảnh hậu kỳ cường giả. Thẩm Tu Thiên thật chặt đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh. Bây giờ Diệp Thần Phong đã khôi phục thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế rồi, mà đứng sau lưng Diệp Thần Phong Nam Sơn Lão Yêu, hắn nhìn thấy cha của mình, đệ đệ của mình, tiểu thúc của chính mình cùng mình mẹ kế, tuy nói những người này cũng toàn bộ biến thành già nua rồi, nhưng hóa thành cho hắn cũng có thể đem những người này cho nhận ra, trong lòng của hắn phẫn nộ lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực. Bởi Diệp Thần Phong không có dặn dò, Nam Sơn Lão Yêu, Thương Bằng cùng Lan Vân đám người, bọn hắn khí thế trên người vẫn cứ tạm thời duy trì tại nửa bước thần đế. Quách An Ngàn bọn hắn có thể cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức rất trẻ trung, trẻ tuổi như vậy thần đế cảnh trung kỳ cường giả. Chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong chính là tới từ ở cái nào đỉnh cấp thế lực? Nhưng bọn họ cũng chưa từng nghe nói ở thượng giới có nhân vật số một như vậy. Tại không có biết rõ thân phận của đối phương trước đó, Quách An Ngàn bọn hắn cũng không dám manh động. Chúng ta Quách gia cùng ngươi có cửu oán sao? Hôm nay là lão phu của ta ngày đại thọ, các hạ nếu là không đưa ra một cái trả lời, chỉ sợ ta hôm nay không thể để cho các ngươi rời khỏi. Quách An Ngàn bén nhọn con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong là trải qua dịch dung rồi, ở đây tự nhiên không có ai có thể nhận ra hắn, hắn đem ngỏm rồi Quách Mậu trực tiếp ném một bên, yên tâm, chúng ta chỉ là tới tự ở bên trong giới, đi tới thượng giới cũng không bao lâu. Không cần thăm dò thân phận của chúng ta rồi. Hôm nay chúng ta đi tới nơi này, chỉ vì giúp một cái người đòi lại một cái công đạo, đòi lại một hơi. Diệp Thần Phong hướng về bên cạnh lui ra một bước, để Nam Sơn Lão Yêu đứng dậy. Đang nhìn đến Nam Sơn Lão Yêu sau đó Quách An Ngàn bọn hắn hơi sững sờ. Nam Sơn Lão Yêu cũng biến thành già nua vô cùng, nhưng vầng trán của hắn giữa cùng Quách Liệt có mấy phần tương tự. Thậm chí cùng Quách An Ngàn cũng giống nhau đến mấy phần. Quách An Ngàn yên lặng một lát sau, hắn không dám tin nói ra Quách An Nham. Ngươi là Quách An Nham, ngươi lại vẫn sống sót. Năm đó Nam Sơn Lão Yêu Quách An Nham là bị phế bỏ gân mạch cùng tu vi, nhiều như thế năm tháng trôi qua rồi, có ở đây không thiếu người Quách gia trong mắt Quách An Nham khẳng định sớm đã bị chết. Ai biết Quách An Nham vẫn sống xuất hiện. Hơn nữa khí thế trên người tại nửa bước thần đế. Bởi Nam Sơn Lão Yêu thật khí thế thu liếm tốt vô cùng, không có ai có thể phát hiện tu vi thật sự của hắn. Quách Liệt nhìn thấy chính mình đã từng cái này con lớn nhất, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, hắn đối chính mình một nhi tử là thất vọng thấu, bằng không năm đó cũng sẽ không tự tay phế bỏ chính mình một con lớn nhất rồi. Xúc, sinh, ngươi còn có mặt mũi trở về thượng giới đến. Năm đó nghe nói ngươi đi hướng bên trong giới, nể tình phụ tử một hồi, ta lựa chọn tha cho ngươi một mạng, cho ngươi ở chính giữa giới tự sinh tự diệt, ngươi hôm nay đi tới Quách gia làm gì? Cho là có nửa bước thần đế tu vi, ngươi là có thể trở về Diễu Võ Dương Oai. Ngươi chỉ là chúng ta Quách gia hổ thẹn, nhục. Quách Liệt cực kỳ căm tức gào thét, trên người thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế vi vi trở mình vọt lên. Tại nhận ra Nam Sơn Lão Yêu Quách An Nham sau đó Quách An Ngàn không lại đối Diệp Thần Phong thân phận của bọn họ có hoài nghi, xem ra những người này thật sự là tới tự ở bên trong giới được rồi. Quách An Ngàn đem Diệp Thần Phong thực lực của bọn họ toàn bộ cảm ứng một lần, ngoại trừ Diệp Thần Phong là thần đế cảnh trung kỳ, Thẩm Tu Thiên thần đế cảnh hậu kỳ bên ngoài, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thương Bằng đám người toàn bộ tại nửa bước thần đế tầng thứ, hắn không có cảm giác xuất Thương Bằng bọn hắn tu vi chân chính. Tự cho là hiểu rõ hết thảy Quách An Ngàn, trong lòng hắn lo lắng toàn bộ biến mất rồi, hắn mắt lạnh nhìn Nam Sơn Lão Yêu, Quách An Nham, người hôm nay đi tới Quách gia là mình đi tìm cái chết đấy sao? Chuyện năm đó vẫn không có hoàn toàn kết. Diệp Thần Phong vượt trước một bước, nhìn về phía Nam Sơn Lão Yêu, định làm như thế nào? Nam Sơn Lão Yêu đối với Diệp Thần Phong rất là cung kính, ân công, ta muốn để cho bọn họ tại trước khi chết, toàn bộ biết được sai lầm của mình. Ta muốn để cho bọn họ tại trước khi chết trước trả ta một cái thuần khiết. Nam Sơn Lão Yêu tiểu thúc Quách Cách, hắn lạnh giọng quát lên, Quách An Nham,
ngươi cho rằng tìm một cái thần đế cảnh hậu kỳ, một cái thần đế cảnh trung kỳ, mấy cái nửa bước thần đế, ngươi là có thể ở nơi này tùy ý vọng vi. Nói thật, ngươi có thể lần nữa trở về Quách gia, hơn nữa có nửa bước thần đế tu vi, chúng ta đều thật kinh ngạc, đáng tiếc ngươi không nên trở về đến, như vậy ngươi vẫn có thể an ổn sống tiếp. Gọi một tiểu tử chưa ráo máu đầu vì ân công, xem đến tên tiểu tử này đối với ngươi có ân, phàm là đối với ngươi có ân người, chính là chúng ta Quách gia kẻ địch, sau đó ta muốn tự tay phế bỏ tiểu tử này. Dám ở chúng ta Quách cửa nhà động thủ, hắn chả thật sự coi chính mình ra sao ra đại thiếu ra sao. Người Quách An nhà mãi mãi cũng chỉ là một cái rác rưởi, tự coi như ngươi bây giờ có nửa bước thần đế tu vi, ngươi nhưng vẫn là một tên rác rưởi. Quách An Ngàn cũng nói, rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, ngươi lần này trở về là nếu muốn báo thù sao. Sau đó ta đến trong miệng cái này ân công chết ở trước mặt ngươi, ta sẽ cho ngươi hoàn toàn rõ ràng mình là một rác rưởi. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Chương 2668, không ai dám động. Nam Sơn lão yêu híp mắt lại, Diệp Thần Phong là của hắn ân công, trong lòng của hắn tôn kính Diệp Thần Phong, bây giờ người của Quách gia dám đối với Diệp Thần Phong bất kính, hắn lửa giận trong lòng là càng thêm thịnh vượng. Thẩm Tu Trời cũng nộ lên, hắn nhưng là quyết định yếu đi theo ân công được rồi. Về phần Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư nhìn thấy những người này dám đối phu quân của mình như thế làm càn, hai người bọn họ thân là thần tộc nữ vương, trong lòng các nàng sát ý lạnh như băng cũng đang hiện lên. Hồ Quang Vinh lão đầu này lẩm bẩm một câu, thực sự là một đám không biết sống chết ra hỏa. Thương Bằng cùng Thù Được trong lòng nhưng là hồi hộp, rốt cuộc lại có thể động thủ khai sát rồi, bên trong thân thể sát khí đã tại tràn ngập đi lên. Quách Thiên Minh đi tới cách hắn gần nhất Quách rời khỏi người bên, hắn hiện tại cũng coi như là có chút đã minh bạch, hắn không nghĩ tới chính mình tìm thượng người trong, thậm chí có đã từng Quách ra bên trong hổ thẹn. Nhục! Hắn đối với Quách Cách, hỏi, lão tổ, ông lão này liền là năm đó cho chúng ta Quách ra hổ thẹn người sao? Quách Cách gật đầu nói, đúng vậy, hắn chính là Quách ra năm đó rác rưởi, tại Quách ra bên trong, chính là một cái sâu mọt. Không nghĩ tới loại phế vật này vẫn có thể thanh thực lực tăng lên tới nửa bước thần đế. Đối với đã từng Nam Sơn lão yêu Quách An Nham sự tình, không ít Quách gia người đều là biết một chút, bao quát thiên cực trong thành còn lại trong thế lực người tu luyện, bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy, dù sao năm đó Nam Sơn lão yêu hắn tính là thứ thiệt Quách gia đại thiếu gia. Lão tổ, giống loại người này cùng hắn phí lời cái gì? Hắn căn bản không xứng họ Quách, còn có bên cạnh hắn tiểu tử kia. Hắn đã giết Quách Mậu, hắn quả thực là tội đáng muôn chết. Quách Thiên Minh lạnh lùng nói, dù sao Quách Mậu là chân chó của hắn tử. Chu vi còn lại thế lực cường giả, bọn hắn như cũ là không coi trọng Diệp Thần Phong đám người, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ nửa bước thần đế không giúp đỡ được gì, dựa vào một cái thần đế cảnh trung kỳ cùng một cái thần đế cảnh hậu kỳ, căn bản sẽ không là Quách gia đối thủ. Người của Quách gia trong lời nói lần lượt liên lụy đến Diệp Thần Phong. Thẩm Tu Thiên đám người là cũng không còn cách nào đã chịu, đặc biệt là Nam Sơn lão yêu, thân ảnh của hắn bay thẳng đến Quách Cách bên cạnh Quách Thiên Minh lao đi. Nhìn thấy Nam Sơn lão yêu chủ động nổi công kích, Quách Cách cười nói, liền để cho ta tới gặp gỡ này xúc. Sinh, cho hắn biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Thấy Quách Cách muốn động thủ, Quách An Chiêu A Quách Liệt ngược lại cũng chỉ là ở một bên nhìn xem, dù sao Nam Sơn lão yêu chỉ có nửa bước thần đế tu vi. Chỉ là tại Quách Cách tự tin tràn đầy chuẩn bị để Nam Sơn lão yêu nhận rõ ràng mình là một rác rưởi thời điểm. Nam Sơn lão yêu trong gân mạch linh khí dòng sông bỗng nhiên chạy vọt lên, thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế trong giây lát để được đưa lên. Biến hóa này làm cho Quách Cách là không ứng phó kịp, còn nữa Nam Sơn lão yêu cũng không phải bình thường thần đế cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn đem tự thân độ vung tới cực hạn, Quách Cách trong lúc nhất thời không kịp đi theo. Liền ngay cả một bên Quách An Chiêu A Quách Liệt bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên bọn hắn cũng phản ứng không kịp nữa. Chỉ thấy Nam Sơn lão yêu thuận lợi đi tới Quách Thiên Minh bên cạnh, trực tiếp một cái giữ chặt Quách Thiên Minh cổ. Tại giữ ở Quách Thiên Minh cổ sau đó tuy nói Quách Cách cùng Quách An Ngàn bọn hắn phản ứng lại, nhưng bọn họ cũng không thể manh động rồi, dù sao Quách Thiên Minh là Quách gia dòng chính, là Quách Liệt cùng Quách An Ngàn vãn bối. Nam Sơn lão yêu trực tiếp mang theo sắc mặt tái nhợt Quách Thiên Minh về tới Diệp Thần Phong bên cạnh.
Được Nam Sơn lão yêu trói lại cái cổ, vừa vặn trả cực kỳ kiêu căng Quách Thiên Minh, hắn như cùng là một cái chó mất chủ, cảm thụ Nam Sơn lão yêu trên bàn tay truyền tới lạnh lẽo, hắn biết mình lúc nào cũng có thể sẽ chết tại Nam Sơn lão yêu trên tay. Nam Sơn lão yêu rõ ràng cũng có thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, mà không phải nửa bước thần đế. Điều này sao có thể? Năm đó Nam Sơn lão yêu nhưng là bị phế gân mạch cùng tu vi. Bất quá, Quách An Ngàn bọn hắn cũng không hề hoảng hồn, dù sao cũng chỉ là thần đế cảnh hậu kỳ mà thôi, phải biết Quách An Ngàn nhưng là một cái chân bước vào thần đế cảnh đỉnh phong. Quách An Nham, người có thể ẩn nấp đủ sâu, thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, xem ra ngươi gặp không ít kỳ ngộ. Dùng ngươi thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi lại còn nguyện ý gọi tên tiểu tử này vì ân công, xem ra ngươi là càng sống càng đi trở về. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức thả Thiên Minh, để cho ta tại ngươi thức hải gieo xuống dấu ấn, ngươi có thể thành vì chúng ta Quách gia nô bộc, dùng này để đền bù ngươi đã từng sai lầm. Quách An Ngàn nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Quách Liệt cũng không nghĩ đến chính mình một con lớn nhất có thần đế cảnh hậu kỳ thực lực, nếu như có thể để Quách An Nham trở về, không thể nghi ngờ có thể tăng cường Quách gia thế lực, chỉ cần tại Quách An Nham trong thức hải gieo xuống dấu ấn, sẽ không sợ đối phương không nghe lời. Xúc, sinh, đây là ngươi trở về Quách gia duy nhất cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo cho ta quý trọng a hát. Quách Liệt quát. Nam Sơn lão yêu nhìn xem người Quách gia những này sắc mặt, khóe miệng hắn nụ cười càng lạnh như băng. Hắn liếc nhìn bên cạnh Diệp Thần Phong, nói ra ân công, xem ra sau đó làm phiền ngươi rồi. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, hắn hôm nay chỉ là đến cho Nam Sơn lão yêu lấy lại công đạo. Dứt tiếng, răng rác, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Nam phiến lão yêu trực tiếp đem Quách Thiên Minh cổ cho bóp nát. Quách gia cùng chung quanh người tu luyện, chẳng ai nghĩ tới Nam Sơn lão yêu sẽ như thế thẳng thắn dứt khoát. Thấy Quách Thiên Minh sau khi chết, Quách An Ngàn, Quách Liệt, Quách Cách cùng Chu Mai các loại Quách gia người là nộ không thể giải, nhưng dù sao đối phương cũng có hai tên thần đế cảnh hậu kỳ cường giả. Quách An Ngàn đối với chu vi còn lại thế lực người tu luyện, nói ra các vị, ai nguyện ý vào hôm nay giúp chúng ta Quách gia một chút sức lực, bắt chúng ta Quách gia cái này xúc. Sinh, sau này sẽ là chúng ta Quách gia bằng hữu chân chính. Quách gia dù sao cũng là Thiên Cực Thành bá chủ gia tộc. Quách An Ngàn bảo sau đó vẫn có còn lại thế lực thần đế cảnh hậu kỳ cường giả nguyện ý đứng ra. Lão Quách, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Còn có ta, ngươi nhưng không thể quên ta phần ân tình này a hát. Chỉ là trong nháy mắt, lập tức có hai tên thần đế cảnh hậu kỳ cường giả nguyện ý giúp đỡ Quách gia rồi. Quách An Ngàn thấy thế, hắn mắt lạnh nhìn Nam Sơn lão yêu. Tự mình làm bậy thì không thể sống được a hát. Người rõ ràng có còn sống cơ hội, đáng tiếc ngươi không quý trọng. Quách Liệt cũng lập tức quát lên, xúc, sinh, có ngươi đứa con trai này là đời ta lớn nhất hổ thẹn. Nhục, Quách Cách nói, đừng nói nhiều như vậy, động thủ trước đi. Tại Quách An Ngàn đám người trong nháy mắt tăng lên khí thế thời điểm. Diệp Thần Phong đối với Thương Bằng cùng Lan Vân đám người, nói ra các ngươi cũng phải hoạt động một chút rồi. Thương Bằng cùng Thù Được vội vàng nói, được rồi, chủ nhân. Nói chuyện trong nháy mắt, thần đế cảnh đỉnh phong khí thế trong nháy mắt từ hai người bọn họ trên người tăng lên mà lên. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, phu quân, những người này quả thực là tội đáng muôn chết, bọn hắn vừa vặn trong lời nói dĩ nhiên muốn giết ngươi. Bọn hắn lấy vì thực lực của mình rất mạnh sao? Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trên người cũng lập tức đề dâng lên thần đế cảnh đỉnh phong khí thế. Cổ Vinh thân thượng thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế bạo, Diệp Tông Chủ, những người này yếu toàn bộ giải quyết sao? Nguyên vốn chuẩn bị động thủ Quách An Ngàn các loại người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở. Chu vi trở nên vô cùng yên tĩnh. Không ai dám nhúc nhích một chút. Chương 2669, chân tướng rõ ràng. Cục diện thực sự là biến đổi bất ngờ. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần Phong người bên này dĩ nhiên che giấu tu vi. Có tới 4 tên thần đế cảnh đỉnh phong cường giả. Trong đó 2 tên nữ gọi Diệp Thần Phong vi phu quân. Còn có 2 tên nam gọi Diệp Thần Phong là chủ nhân. Chuyện này quả thật là sáng mù ở đây tất cả mọi người con mắt. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thật sự là tới từ ở bên trong giới sao?
một cái chỉ là bên trong giới tiểu tử sẽ có hai tên thần đế cảnh đỉnh phong nữ nhân. Còn có hai tên thần đế cảnh đỉnh phong người hầu. Vậy vừa nãy đáp ứng rồi trợ Quách ra một chút sức lực cường giả, bọn họ là trong nháy mắt bối rối, một loại hối hận tại trong đáy lòng nhanh sinh sôi, bốn tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao đủ để quét ngang toàn bộ thiên cực thành, bọn hắn căn bản là ngại mạng của mình quá dài a hát. Diệp Thần Phong nhìn xem Quách An Ngàn các loại Quách ra người, nói ra, làm sao? Không động thủ sao? Âm thanh truyền vào Quách ra người trong tai, này thúc đẩy Quách An Ngàn đám người lập tức phản ứng lại. Quách An Ngàn, Quách Liệt, Quách Cách cùng Chu Mai đám người sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, bọn hắn hiện tại đã biết rõ tại sao Nam Sơn lão yêu nguyện ý xưng hô Diệp Thần Phong vì ân công rồi, nguyên lai Diệp Thần Phong như thế kiểu như châu bò, có bốn tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao che chở, này ở thượng giới cũng tuyệt đối có đất đặt chân rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem Nam Sơn lão yêu, nói ra, nơi này tất cả do ngươi xử lý, chuyện năm đó là trong lòng ngươi một cái khúc mắc. Này yếu ngươi tự tay mở ra. Thương Bằng, Thù Đực, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng tư tứ tán ra, nếu có ai dám vào lúc này thoát đi, bọn hắn không ngại lập tức hạ sát thủ. Bầu không khí yên lặng một lát sau. Quách Liệt rốt cục mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Nam Sơn lão yêu, Quách An Nham, chớ quên ngươi thân thể mình bên trong lưu cũng là Quách gia huyết dịch, ngươi này là muốn làm gì? Lẽ nào muốn làm ra đại nghịch bất đạo sự tình tới sao? Nghe được Diệp Thần Phong để sự tình do Quách An Nham xử lý, Quách Liệt bọn hắn thì biết rõ hay là còn có chuyển cơ. Nam Sơn lão yêu tiểu thúc Quách Cách, hắn cũng nói, An Nham, ngươi năm đó những việc làm, toàn bộ là chính ngươi sai rồi, nếu như ngươi vẫn tính là một người, như vậy ngươi bây giờ hẳn là yếu thanh tỉnh, ngươi là người của Quách gia, điểm này vĩnh viễn cũng không cải biến được, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Quách An Chiêu A Chu Mai không có lựa chọn mở miệng. Bọn hắn rõ ràng năm đó là mình đặt bẫy hãm hại Nam Sơn lão yêu Quách An Nham, nếu như bọn hắn mở miệng chỉ sợ sẽ làm cho sự tình trở nên càng thêm gay gâu. Người Quách gia thái độ chuyển biến, này làm cho Nam Sơn lão yêu cảm thấy thật là buồn cười, hắn có sai sao? Hắn năm đó có sai sao? Từ đầu tới cuối hắn tại người Quách gia trong mắt chính là một tên rác rưởi, không có một người hội mắt nhìn thẳng hắn rác rưởi. Năm đó không có bất cứ người nào nguyện ý tin tưởng hắn, thậm chí là hắn cha ruột, liền ngay cả hắn gân mạch cùng tu vi cũng là được cha ruột của mình phế bỏ đi. Trong đầu không ngừng hồi tưởng chuyện năm đó, hắn lửa giận trong lòng yếu bạo, trong con ngươi vẻ mặt trở nên càng âm trầm, âm thanh mang theo khàn giọng, cho tới bây giờ, các ngươi chả cho rằng chuyện năm đó là lỗi của ta sao? Ta đã nói rồi ta là bị người hãm hại, ta hiện tại không cần thiết nói dối. Ta hôm nay chỉ là đến trả chính mình một người thuần khiết. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Nam Sơn lão yêu, yếu không để cho ta tới giúp ngươi hoàn nguyên một cái năm đó chân tướng. Nam Sơn lão yêu cung kính nói, phiền phức ân công rồi. Diệp Thần Phong đối với Thương Bằng bọn hắn nói ra, ai dám động đến một cái, giết chết không cần luận tội. Dứt tiếng. Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt đi tới Chu Mai trước mặt. Tuần này Mai chỉ có nửa bước thần đế tu vi, tại Diệp Thần Phong trước mặt căn bản là không có bất kỳ chống đối lực lượng. Mãnh liệt thật khí thế từ Diệp Thần Phong trong cơ thể thấu đi ra, đem Chu Mai bao phủ ở trong đó, làm cho người căn bản vô pháp nhúc nhích. Quách An Ngàn nhìn thấy mẹ mình bị hạn chế ở, bên trong thân thể của hắn thật khí thế lập tức tăng lên, nhưng hắn lập tức cảm thấy có thần đế cảnh đỉnh phong khí thế áp bức ở trên người hắn, hắn nhìn thấy Thương Bằng cùng Thù Đực nóng lòng muốn thử. Hắn biết chỉ cần mình dám động một cái, nhất định sẽ lập tức mất mạng. Quách Liệt nhìn thấy thê tử của mình được Diệp Thần Phong hạn chế trụ rồi, hắn đối với Nam Sơn lão yêu quát, ngươi đến cùng muốn làm gì? Năm đó ngươi làm ra như thế xúc, sinh, không, như sự tình đến, bây giờ ngươi lại như thế gióng trống khua chiêng trở về, ngươi đến cùng còn hay không là người? Nghe vậy, Nam Sơn lão yêu cười có chút bi thương. Năm đó ngươi tự tay phế bỏ của ta gân mạch cùng tu vi, ta còn thực sự hoài nghi ta đến cùng phải hay không con trai của ngươi. Tại Nam Sơn lão yêu trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong thủ trưởng đã đè xuống Chu Mai cái chán rồi, cuồn cuộn linh khí lập tức xâm nhập Chu Mai trong óc. Đây là một loại đặc thù siêu hồn, so với phổ thông siêu hồn chả cao hơn nữa một cấp bậc. Phàm là đã trải qua loại này siêu hồn người, hầu như nhất định sẽ biến thành một cái kẻ ngu.
Loại này siêu hồn chỗ đặc biệt đó là có thể đủ để được siêu hồn người đã từng hồi ức hiện ra ở trong không khí. Diệp Thần Phong rất nhanh tại Chu Mai trong thức hải tìm tới quan cho bọn họ năm đó hãm hại Nam Sơn lão yêu cái kia một đoạn nhớ lại. Bàn tay của hắn tại Chu Mai trên trán vi vi bắt đầu xoay tròn. Oanh, một tiếng. Tại Chu Mai trên đỉnh đầu trong nháy mắt hiện ra một bức động thái hình ảnh. Bức tranh này bên trong rõ ràng là năm đó Quách An Ngàn thương lượng với Chu Mai làm sao hãm hại Nam Sơn lão yêu. Đây là thuộc về Chu Mai ký ức, 100% là chưa làm gì sai. Tất cả mọi người nhìn xem này đặc thù siêu hồn kết quả, Nam Sơn lão yêu phụ thân Quách Liệt, hắn trong nháy mắt như bị điện giật, cả người có chút choáng váng, hắn không ngừng lắc đầu, hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy được, hắn không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật. Diệp Thần Phong thủ trưởng từ Chu Mai trên trán rời đi. Chỉ thấy Chu Mai cặp mắt vô thần, trên mặt không có bất kỳ một tia biểu lộ. Như cùng là một con kéo sợi con rối bình thường tại đã trải qua siêu hồn sau đó người hoàn toàn biến thành một cái kẻ ngu, một người phế nhân. Quách An Ngàn sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, hôm nay vốn là hắn ngày đại thọ, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cục diện dưới mắt hắn căn bản không nắm được rồi. Nam Sơn lão yêu tiểu thúc Quách Cách, hắn cũng á khẩu không trả lời được, trong cổ họng hắn không ngừng nuốt nước miếng, tâm trong tràn đầy hoảng loạn. Chu vi còn lại thế lực người tu luyện, bọn hắn từng cái không dám vào lúc này mở miệng, chỉ là trong lòng đau khổ không ngớt, không nghĩ tới đường đường Quách gia còn có chuyện bí ẩn như vậy. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, hiện tại chân tướng rõ ràng rồi, là các ngươi Quách gia thiếu nợ hắn, là các ngươi Quách gia bêu xấu hắn. Ánh mắt nhìn về phía Nam Sơn lão yêu, tiếp tục nói, ta nghĩ hiện tại bọn hắn không lời có thể nói, cầm lại thuộc về ngươi tất cả đi. Chân tướng vạch trần. Nam Sơn lão yêu thở ra một hơi, hắn này một hơi nghẹn lâu năm như thế rồi. Hắn biết nếu không có Diệp Thần Phong, hắn khả năng vĩnh viễn cũng thu được không được thuần khiết rồi. Hắn bỗng nhiên trong lúc đó lão lệ tung hoành, đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, tự phế phủ nói ân công, cảm tạ ngài. Chương 2670, hủy diệt, trưởng khống thiên cực thành. Diệp Thần Phong lập tức đem Nam Sơn lão yêu từ trên mặt đất đỡ lên, không cần cảm ơn ta, đây là ta hứa hẹn ngươi, hiện tại ngươi muốn làm sao báo thù cũng có thể. Nghe vậy, Nam Sơn lão yêu ánh mắt lần thứ hai tập trung vào Quách An Ngàn, Quách Liệt cùng Quách rời khỏi người thượng, về phần Chu Mai biến thành một cái kẻ ngu, đây đối với người tới nói đã là báo ứng, làm cho nàng giống như một cái kẻ ngu như thế sống sót, này yếu so trực tiếp làm cho nàng chết đi sảng khoái không ít. Thương bằng đám người khí thế toàn bộ áp chế ở Quách An Ngàn, Quách Liệt cùng Quách rời khỏi người thượng. Đối mặt Nam Sơn lão yêu ánh mắt, Quách Cách cái thứ nhất mở miệng, An Nham, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, chúng ta thật sự không biết tất cả những thứ này đều là một cái âm mưu, năm đó là chúng ta Quách gia thua thiệt ngươi, trả xin ngươi cho ta nhóm một cái bồi thường cơ hội. Nam Sơn lão yêu mắt lạnh nhìn Quách Cách, chuyện đến nước này rồi, cần gì giả mù sa mưa đây này. Ngươi năm đó xem ta tối không vừa mắt, tại không có sinh chuyện này trước đó, ngươi liền khắp nơi nhằm vào ta, thậm chí đem ta vào chỗ chết mặt chỉnh, chả có mấy lần ta đều là ngàn cân treo sợi tóc, có một số việc mọi người đều rõ ràng trong lòng, nói những lời nhảm nhí này có ý tứ gì. Năm đó ở Quách gia có ai tin tưởng ta, có ai đứng ra vì ta nói một câu, ta nói rồi hội để cho các ngươi tất cả mọi người hối hận. Quách Cách á khẩu không trả lời được. Mà Quách Liệt nhưng là ánh mắt phức tạp, sự tình triển khai đến một bước này, hoàn toàn là hắn bất ngờ, hắn năm đó không tin Nam Sơn lão yêu, hay là trong lòng của hắn liền không thích cái này con lớn nhất, trong lòng của hắn đối cái này con lớn nhất có một ít phiến diện, bây giờ chân tướng vạch trần, hắn không tin cũng không được rồi. Hồi tưởng đã từng tự tay đem Nam Sơn lão yêu gân mạch cùng tu vi phế bỏ, trong lòng của hắn có chút tự trách cùng áy náy. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Nam Sơn lão yêu, nói ra, muốn lấy lại công đạo, như vậy liền để cho ta tới cho ngươi công đạo đi. Quách Liệt trên người linh khí phun trào. Chỉ nghe ầm, 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 thanh âm ở trên người hắn không ngừng vang lên, trên người hắn đột nhiên tuôn ra từng đoàn xương máu. Hắn dĩ nhiên trực tiếp không chút do dự tự phế gân mạch cùng tu vi, cả người ngã trên mặt đất, nhìn xem Nam Sơn lão yêu nói ra, cái công đạo này. Ngươi chả hài lòng không? Xem ở huyết mạch tương thông phân thượng, bỏ qua người đệ đệ một mạng,
đây là ta duy nhất đối thỉnh cầu của ngươi. Ha ha ha, Nam Sơn lão yêu một trận cười lớn. Trong tiếng cười tràn đầy tự giễu, hắn nói ra, hắn là con trai của ngươi, lẽ nào ta cũng không phải là con trai của ngươi sao? Biết rõ chuyện năm đó đều là của hắn sai, ngươi bây giờ còn muốn cho hắn cầu tình. Mà ngươi năm đó là trực tiếp phế bỏ ta gân mạch cùng tu vi. Ngươi nói ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ta đã cùng các ngươi Quách gia không có bất kỳ quan hệ gì rồi, ta hôm nay chỉ là vì trả chính mình một người thuần khiết, thuận tiện lại đem trong lòng một hơi thả ra ngoài. Xin lỗi, ngươi điều thỉnh cầu này ta không thể đáp ứng. Trong khi nói chuyện, Nam Sơn lão yêu nhanh hướng về Quách An Ngàn lướt tới, thương bằng cùng thù được khí thế toàn bộ áp chế ở Quách An Ngàn trên người, làm cho hắn trong gân mạch linh khí dòng sông trong nháy mắt không trôi chảy rồi, căn bản làm không ra bất kỳ chống đối đến. Nam Sơn lão yêu tay trái thuận lợi giữ ở Quách An Ngàn cổ, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến chứ. Chính mình cũng sẽ có một ngày như thế. Năm đó ta như đầu chó mất chủ như thế rời đi, ta liền thề nhất định phải tự tay muốn tính mạng của ngươi. Được Nam Sơn lão yêu trói lại cái cổ Quách An Ngàn, hắn phảng phất là nhận mệnh bình thường, hắn biết hôm nay mình tuyệt đối là chạy không thoát cái chết. Hắn liều mạng vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, đáng tiếc thương bằng cùng thù được đưa hắn áp chế gắt gao. Xì xì, một tiếng. Nam Sơn lão yêu tay phải trực tiếp xuyên thấu Quách An Ngàn trái tim, tiện tay đem Quách An Ngàn ném đến một bên, sau đó thân ảnh của hắn lại hướng về Quách Cách lướt tới. Thương bằng, thù được cùng Lan Vân đám người khí thế toàn bộ áp chế ở Quách rời khỏi người thượng, này làm cho Quách Cách có một loại cảm giác không thở nổi rồi. Nhìn thấy Nam Sơn lão yêu không ngừng áp sát chính mình, hắn lập tức cầu xin tha thứ, An Nham, năm đó là tiểu thúc lỗi của ta, nể tình thân thể chúng ta bên trong giữ lại đồng dạng huyết dịch, ngươi liền bỏ qua ta lần này đi. Nam Sơn lão yêu đối với Quách Cách cầu xin tha thứ phỏng theo như không nghe thấy. Tự phế gân mạch cùng tu vi Quách Liệt, hắn quát, Quách An Nham, ngươi thủy chung là chúng ta người của Quách gia, ngươi làm như vậy quả thực là đại nghịch bất đạo. Đáng tiếc Nam Sơn lão yêu căn bản không có để ý tới Quách Liệt ý tứ. Răng rác, một tiếng. Hắn trực tiếp đem Quách Cách cổ cho vặn gãy, mục quang nhìn trên mặt đất Quách Liệt, tất cả những thứ này đều là các ngươi Quách gia nên được, dựa vào cái gì ta không có sai, ta phải bị trừng phạt, mà các ngươi có sai, liền không cần chịu đến trừng phạt. Những năm này ta đã trải qua bao nhiêu, ta mới từng bước một đi tới thần đế cảnh hậu kỳ. Người vĩnh viễn cũng lĩnh hội không tới loại này gian khổ. Này cùng nhau đi tới, trong lòng ta duy nhất niềm tin chính là báo thù, đây là ta sống tới ngày nay động lực. Nam Sơn lão yêu dừng lại một chút, tiếp tục nói, không có ngươi thì sẽ không có ta, cho nên ta sẽ không giết ngươi, về sau Quách gia thuộc về ta rồi. Nam Sơn lão yêu thanh âm đột nhiên khuếch tán ra, hết thảy Quách gia người nghe cho ta, nếu như chả muốn sống. Như vậy liền toàn bộ tới nơi này tập trung, đem bọn ngươi thức hải buông ra, để cho ta tại các ngươi trong thức hải gieo xuống dấu ấn, về sau toàn bộ các ngươi yếu nghe lệnh của ta ân công. Từ đây cũng không còn Quách gia rồi, toàn bộ các ngươi là Diệp tông người. Quách gia lão tổ chết thì chết, phế phế, còn lại Quách gia người căn bản không dám phản kháng rồi, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Nam Sơn lão yêu lời nói, đây mới là bọn hắn sống tiếp duy nhất cơ hội. Thấy Quách gia sự tình cáo ở đoạn rồi. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía chung quanh người tu luyện, hắn muốn đem thiên cực thành trưởng khống xuống, hắn nhất định phải đem thiên cực xây thành lập cực kỳ vững chắc, cho nên nhất định phải đem toàn bộ thiên cực thành thanh lý một lần. Hắn nói ra, lấy hậu thiên cực trong thành, ta quyết định. Cho các ngươi một lần rời đi cơ hội, có ai không muốn nghe mệnh cho ta, có thể hiện tại lập tức mang theo môn hạ đệ tử rời đi, ta không biết làm bất kỳ ngăn trở nào. Thế lực chu quanh người tu luyện bọn hắn cùng nhìn nhau, đặc biệt là vừa vặn đứng ra muốn giúp người của Quách gia, bọn hắn có thể không muốn ở chỗ này ở lâu, bọn hắn thận trọng đứng dậy, dồn dập hướng về Diệp Thần Phong chắp tay. Diệp tông chủ, ta tin tưởng ngươi nên hội nói lời giữ lời, ta hiện tại muốn dẫn môn hạ người rời đi thiên cực thành. Diệp tông chủ, ta cũng muốn rời khỏi. Diệp tông chủ, có cái thứ nhất sẽ có cái thứ hai rồi. Nhìn thấy một cái thế lực mọi người hô muốn rời khỏi, Diệp Thần Phong cũng không hề ngăn cản, hắn không cần những người này, ngược lại cho dù những người này lưu lại, Diệp Thần Phong cũng sẽ không đem bọn hắn cho rằng người nhà đối xử, trừ phi bọn hắn chứng minh chính mình đối Diệp Thần Phong trung thành nhất quán.
phải đem Diệp Tông triển khai lên biện pháp có rất nhiều loại, hiện tại trước đem Diệp Tông đại bản doanh bắt lại nói. Chương 2671, Hỗn độn bất diệt trận. Cuối cùng chỉ có Bích Vân Môn cùng Thiên Quang Các vẫn cứ nguyện ý ở lại Thiên Cực trong thành. Còn lại Thiên Cực trong thành thế lực, bọn họ là khua chiêng gõ trống sắp xếp môn hạ của chính mình người rời khỏi. Quách Gia sự tình hoàn toàn giao cho Nam Sơn Lão Yêu xử lý. Mà Diệp Thần Phong cùng Lan Vân đám người nhưng là về Diệp Tông phủ đệ rồi. Tại trở về Diệp Tông phủ đệ sau đó Diệp Thần Phong bảo là muốn bế quan một ngày, hắn trực tiếp tiến vào trong phòng của mình, theo hậu tiến nhập hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Bây giờ tu vi của hắn tăng lên tới thần đế cảnh trung kỳ tầng thứ, trong tiểu thế giới tự nhiên là lại có một phen biến hóa. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới diện tích càng thêm rộng lớn, linh khí cũng càng nồng nặc. Bây giờ Diệp Tông đại bản doanh xác định trên trời cực trong thành rồi, chỉ cần đem Thiên Cực thành hoàn toàn vững chắc lên, thì có thể làm cho bên trong tiểu thế giới người thân toàn bộ ra ngoài hóng mát một chút rồi, để cho bọn họ cũng mở mang vùng thế giới này. Diệp Thần Phong cũng không hề lập tức xuất hiện tại tiểu thế giới khu nhà ở vực, hắn cảm ứng toàn bộ tiểu thế giới, trong đó lại xuất hiện không ít thiên tài địa bảo. Nhưng tu vi của hắn dù sao cũng là thần đế cảnh trung kỳ rồi, có thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn thiên tài địa bảo là càng ngày càng ít. Bất quá! Hắn lập tức cảm ứng được một loại không tầm thường đồ vật, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu thế giới mặt đông một chỗ cửa sơn động. Hang núi này hẳn là hắn tăng lên tới thần đế cảnh trung kỳ tu vi mới xuất hiện, trực tiếp đi vào trong hang núi. Trong hang núi cũng không tối tăm. Bên trong bài biện vô cùng đơn giản, chỉ có một chương bàn đá. Tại trên bàn đá để đó một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Này cái hộp gỗ chất liệu cực kỳ không đơn giản, hơn nữa bên trên để lộ ra cuồn cuộn sóng linh khí, cái này cũng là vừa vặn Diệp Thần Phong có thể cảm ứng tới đây nguyên nhân. Tại hộp gỗ chính trên mặt có một bàn tay ấn rãnh, Diệp Thần Phong suy đoán muốn mở ra này cái hộp gỗ, nhất định phải đem bàn tay của chính mình ấn vào trong rãnh. E sợ chỉ có tiểu thế giới này chủ nhân mới có tư cách mở ra này hộp gỗ. Đưa tay phải ra bàn tay. Ấn vào hộp gỗ chính diện rãnh bên trong sau, từ trong hộp gỗ trong nháy mắt lộ ra nhất cổ ánh sáng màu trắng, đem bàn tay của hắn gấp bao quấn ở trong đó, sát theo đó, chỉ nghe lạch cạch. Một tiếng, có thể rõ ràng cảm giác được hộp gỗ tự chủ mở ra. Từ từ, bao quanh bàn tay hắn ánh sáng màu trắng cũng đã biến mất. Thận trọng đưa cái này hình chữ nhật hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ là một loại tương tự giấy bằng da dê đồ vật, còn có một khối màu trắng ngọc bài. Từ nơi này trương tương tự giấy bằng da dê đồ vật bên trong tràn ra một loại năng lượng mạnh mẽ chấn động. Loại năng lượng này chấn động để Diệp Thần Phong cũng cực kỳ khiếp đảm. Không có vội vã đem giấy bằng da dê cầm ở trong tay mở ra, mà là đem màu trắng ngọc bài cầm lên. Nhìn dáng dấp cái ngọc bài này hẳn là ghi chép tin tức sử dụng, đem linh khí truyền vào trong đó, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy ngọc bài bên trong ghi chép tin tức. Này cái hộp gỗ đồng dạng là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân lưu lại. Ngọc bài bên trong tin tức nói phi thường rõ ràng rồi, tại đây tương tự giấy bằng da dê bên trong phác họa một cái tên là hỗn độn bất diệt trận trận pháp. Này hỗn độn bất diệt trận chính là hỗn độn thời đại một loại cỡ lớn phòng ngự công kích trận pháp. Muốn phá vỡ này hỗn độn bất diệt trận, cái kia là cực kỳ khó khăn, có thể nói nếu như là một tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao công kích này hỗn độn bất diệt trận, loại trận pháp này căn bản sẽ không có phản ứng chút nào. Ngọc bài bên trong không có nói rõ hỗn độn bất diệt trận phòng ngự cực hạn ở nơi nào, nhưng Diệp Thần Phong có thể suy đoán ra này hỗn độn bất diệt trận nhất định là cực kỳ không tầm thường. Nhất làm cho Diệp Thần Phong cao hứng là, ngọc bài bên trong tin tức nói rõ. Phác họa tại đây tương tự trên giấy da dê hỗn độn bất diệt trận, đã coi như là thành phẩm trận pháp, nói cách khác chỉ cần đem này giấy bằng da dê kích rồi, kích người có thể mang trong đó phác họa tốt hỗn độn bất diệt trận tùy ý bày đặt ở nơi nào, căn bản không cần muốn lần nữa bố trí. Có thể nói loại thủ pháp này phi thường kỳ diệu, phải biết hỗn độn bất diệt trận chính là một cái khổng lồ phòng ngự công kích trận pháp, đem trận pháp này cô đọng tại như thế tiểu một khối giấy bằng da dê bên trong. Loại thủ pháp này quả thực là chưa bao giờ nghe. Quan trọng nhất là trận pháp này tại đây tương tự giấy bằng da dê đồ vật bên trong, hẳn là tồn tại không ít năm tháng. Nhưng căn cứ ngọc bài bên trong tin tức từng nói, bất luận trải qua bao lâu tuế nguyệt, tại không có được kích trước,
trong đó trận pháp đều sẽ một mực bảo tồn được. Ngọc bài bên trong trả minh xác nói rõ hỗn độn bất diệt trận phương pháp sử dụng, cùng với trận pháp này các loại đặc điểm, này làm cho Diệp Thần Phong có thể lập tức liền đem hỗn độn bất diệt trận giải thấu triệt. Thật là muốn ngủ liền có đưa gối. Diệp Thần Phong vừa vặn xác định Diệp Tông đại bản doanh liền thiết lập ở Thiên Cực trong thành, hiện tại chính yêu cầu vững chắc Thiên Cực thành thời điểm. Có này hỗn độn bất diệt trận sau đó có thể đem trận pháp này trực tiếp bố trí trên trời cực trong thành, cứ như vậy Thiên Cực thành khẳng định liền hội vô cùng an toàn rồi, chỉ ít này hỗn độn bất diệt trận không phải dễ dàng như vậy có thể phá vỡ, nhất định là cần đại lượng thần đế cảnh cường giả đỉnh cao đồng thời động thủ. Bây giờ thượng giới tuy nói thần đế cảnh đỉnh phong cường giả có một ít rồi, nhưng coi như là Hà gia trong khoảng thời gian ngắn cũng hiệu chịu không được rất nhiều thần đế cảnh cường giả đỉnh cao. Cứ như vậy, Diệp Thần Phong để bên người người thân rời đi tiểu thế giới, này thì càng thêm yên tâm. Diệp Thần Phong đem hình chữ nhật trong hộp gỗ tương tự giấy bằng da dê đồ vật nắm trong tay, đem như vậy giấy bằng da dê từ từ mở ra. Chỉ thấy khối này giấy bằng da dê độ dài chỉ có 5 khoảng 10cm, độ rộng tại 3 khoảng 10cm, bên trên phác họa đầy rậm rạp chằng chịt hoa văn, là do những văn lộ này hợp thành cái này hỗn độn bất diệt trận. Chỉ dựa vào mắt thường, Diệp Thần Phong căn bản vô pháp nhìn thấu trận pháp này thượng mảy may rồi, dù sao bên trên hoa văn quá mức chặt chẽ rồi. Ở trong đó không ngừng có năng lượng mạnh mẽ tán mà ra, Diệp Thần Phong thủ trưởng che chùm lên trên giấy da dê. Cảm ứng lực lượng từ từ thẩm thấu đi vào, hắn muốn hảo hảo cảm ứng một cái này cái gọi là hỗn độn bất diệt trận. Khi hắn cảm ứng lực lượng thẩm thấu tiến giấy bằng da dê bên trong sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt một trận trắng xanh, hắn lập tức đem bàn tay của chính mình cho rời đi, miệng cùng trong lỗ mũi khí tức có phần hỗn loạn. Vừa vặn khi hắn cảm ứng lực lượng thấm vào thời điểm, hắn lập tức nhận lấy trong đó năng lượng bài xích cùng công kích. Có thể nói loại này tựa giấy bằng da dê bên trong, năng lượng trong đó như đại dương mênh mông, Diệp Thần Phong cảm giác lực lượng của mình ở trong đó hiện ra phải vô cùng nhỏ bé, như muối bỏ biển bình thường. Xem trước khi đến vẫn là quá thấp đánh giá cái này hỗn độn bất diệt trận uy lực. Diệp Thần Phong không tiếp tục thử nghiệm nữa cảm ứng trận pháp này rồi, hắn chợt thấy tại hộp gỗ tận dưới đáy chả có khắc một ít chữ thể. Vừa vặn sự chú ý toàn bộ tại giấy bằng da dê cùng trên ngọc bài, cho nên hắn mới không có xuất hiện điểm này. Chỉ thấy hộp gỗ dưới đáy khắc được kiểu chữ có thể liên thành một câu nói, suốt đời tìm hiểu trận pháp, sáng tạo hỗn độn bất diệt. Ý tứ trong đó phi thường đã minh bạch. Hẳn là hỗn độn nhẫn chủ nhân, tìm hiểu cả đời trận pháp, mới đã sáng tạo ra cái này hỗn độn bất diệt trận. Phải biết hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Cũng chính là sáng tạo ra hỗn độn nhẫn người, nhất định là một cái cực kỳ kiểu như châu bò nhân vật. Hắn dùng cả đời sáng tạo trận pháp, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng uy lực mạnh mẽ. Chương 2672, Đại Chiêu Mộ. Đem giấy bằng da dê thu cẩn thận. Diệp Thần Phong rời đi sơn động, lại cảm ứng một thoáng toàn bộ tiểu thế giới. Một phen cảm ứng được đến, tuy nói cảm ứng được không ít thiên tài địa bảo xuất hiện. Nhưng những thiên tài địa bảo này đều không thích hợp hắn. Trong đầu ý thức lập tức hơi động. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại trong tiểu thế giới khu nhà ở vực. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa nguyên bản đang chơi đùa, nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó bọn hắn lập tức mừng rỡ, hung hăng hô, ba ba, ba ba, ba ba. Diệp Thần Phong cảm thấy này ba tên tiểu gia hỏa khí thế trên người rồi. Lần trước hắn đột phá đến thần đế cảnh sơ kỳ thời điểm, cái này ba tên tiểu gia hỏa tu vi nhưng là tiêu thăng đến nửa bước thần vương. Bây giờ tu vi của hắn tại thần đế cảnh trung kỳ rồi, mà này ba tên tiểu gia hỏa tu vi nhưng là tiêu thăng đến thần vương cảnh hậu kỳ. Phải biết tại thần đế cảnh bên trong bước vào một cái tiểu tầng thứ, thực lực bản thân sẽ phát sinh cực kỳ biến hóa to lớn, cho nên tại Diệp Thần Phong từ thần đế cảnh sơ kỳ tăng lên tới thần đế cảnh trung kỳ thời điểm. Này ba tên tiểu gia hỏa tu vi lần nữa mức độ lớn tăng vọt. Ba cái thần vương cảnh hậu kỳ tiểu thí hài, nếu không tại sao nói dựa vào đại thụ tốt hóng gió đây. Diệp Thần Phong mở ra huyết mạch quá cường đại, lấy tư cách con trai của hắn cùng con gái tự nhiên cũng là được lợi nhiều nhất. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ này ba tên tiểu gia hỏa đầu, nói ra, lần này ba ba mang bọn ngươi ra ngoài thế nào. Nghe vậy. Này ba tên tiểu gia hỏa con mắt lập tức thả ra ánh sáng đến,
bọn hắn quấn Diệp Thần Phong là càng gia tăng hơn rồi. Diệp Linh bĩu môi ba nói ra, ba ba, người cũng không làm được gạt chúng ta. Diệp Thần Phong cười nói, ba ba sẽ không lừa các ngươi. Diệp Thần Phong xuất hiện lập tức đưa tới khu dân cư vực còn lại người chú ý lực, tiểu thúc Diệp Đông Kiện khó chịu đi tới, Thần Phong, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như lại xuất hiện, ta phải ở chỗ này nghẹn ra bệnh đến rồi, lúc nào ngươi cũng mang ta xuất đi xem một chút. Tại Diệp Đông Kiện đi sau đó đi tới, lão gia tử Diệp Trấn Hồng, mẫu thân Tôn Mỹ Cầm còn có Diệp Thần Phong nữ nhân Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh Vân. Vân tất cả mọi người xúm lại. Diệp Thần Phong nhìn xem Diệp Đông Kiện, nói ra tiểu thúc, không nên nóng lòng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi xuất hiện không phải cũng chỉ có bị ngược phần ma. Bất quá, ở bên ngoài ta đã chuẩn bị thỏa đáng, lần này ta sẽ dẫn các ngươi tất cả mọi người ra ngoài hóng mát một chút. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời sau đó không chỉ có Diệp Đông Kiện trong con ngươi vẻ mặt sáng, liền ngay cả Vũ Hiểu Phỉ bọn hắn cũng mừng rỡ liên tục, thật sự là tại bên trong tiểu thế giới lâu cũng buồn bực được sợ. Cái khác lời nói, ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại ta liền đem bọn ngươi từng cái toàn bộ mang đi ra ngoài. Diệp Thần Phong nói ra, chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong bên người người thân toàn bộ rời khỏi tiểu thế giới, xuất hiện tại Diệp Tông phủ đệ. Diệp Thần Phong trong phòng. Sau đó, Diệp Thần Phong mang theo bên người người thân đi ra khỏi phòng, hắn đem thần tộc cùng người của ma tộc cũng toàn bộ từng cái rời ra tiểu thế giới, còn có trước đó Thẩm gia con cháu Vân. Vân tạm thời tiến vào tiểu thế giới tất cả mọi người, bọn hắn toàn bộ được Diệp Thần Phong chuyển qua Diệp Tông phủ đệ bên trong. Diệp Thần Phong đem Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư, Thương Bằng, Thù Đực cùng Thẩm Tu Thiên đám người toàn bộ tập trung lại đây. Hắn trước tiên đem người nhà của mình giới thiệu cho ở đây tất cả mọi người nhận thức. Đặc biệt là giới thiệu đến Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa thời điểm, nguyên bản này ba tên tiểu gia hỏa là cực kỳ nội liếm khí thế. Nhưng tại giới thiệu đến bọn hắn thời điểm, bọn hắn không chút do dự đem thần vương cảnh hậu kỳ thật khí thế phóng thích ra ngoài, này để tất cả mọi người tại chỗ là rất phá kính mắt. Bởi trước đó thần tộc cùng ma tộc Vân tiến vào tiểu thế giới người. Bọn họ là được Diệp Thần Phong mặt khác tách ra một vùng không gian, cho nên bọn hắn tại bên trong tiểu thế giới không có cùng Diệp Thần Phong người ở bên cạnh đã gặp mặt. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này trang, bê tư thái là cùng ai học. Diệp Thần Phong liếc nhìn Diệp Đông Kiện, người sau là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không cần nói nhất định là Diệp Đông Kiện này không có trưởng bối dạng ra hỏa dậy cho này ba cái giám hài. Thần vương cảnh hậu kỳ ba cái giám hài. Đủ để lóe mù những người này con mắt rồi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đương nhiên cũng nhận thức Diệp Thần Phong còn lại nữ nhân, hai người bọn họ tuy nói kiêu căng tự mãn, nhưng các nàng tại thấy được Diệp Thần Phong như thế kiểu như châu bò nhi tử cùng con gái, sau đó các nàng có thể kết luận tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong huyết mạch quan hệ, từ xưa tới nay cường giả đều là nắm giữ nhiều nhất, các nàng muốn trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân, như vậy các nàng chỉ có thể tiếp thu điểm này. Tại từng người giới thiệu hết sau đó Diệp Thần Phong không nói nhảm thêm nữa rồi, hiện tại yếu vững chắc toàn bộ Thiên Cực Thành mới là trọng yếu nhất. Muốn vững chắc Thiên Cực Thành, đương nhiên là phải đem Hỗn Độn Bất Diệt Trận rời đi ra. Diệp Thần Phong đối với Thương Bằng cùng Thù Đực, nói ra, để tộc nhân của các ngươi thời khắc chú ý Thiên Cực trong thành nhất cử nhất động, đặc biệt là nguyện ý lưu lại tông môn, nếu như phát hiện có bất kỳ không đúng, như vậy nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong thanh lý xong xuôi. Nam Sơn Lão Yêu cũng đã trở về Diệp Tông phủ đệ rồi. Diệp Thần Phong đối với Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn Lão Yêu, nói ra, hai người các ngươi phụ trách cho ta khuếch tán tin tức, ta Diệp Tông từ hôm nay trở đi hoan nghênh các đại cường giả gia nhập. Bất quá, tại gia nhập chúng ta Diệp Tông trước đó, nhất định muốn lấy võ đạo chi tâm phát thệ, bọn hắn mới có thể bước vào Thiên Cực Thành. Đương nhiên gia nhập chúng ta Diệp Tông rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần trung thành nhất quán. Bất kể là đan dược vẫn là vũ khí, chúng ta đều có thể cung cấp, chỉ muốn cho chúng ta Diệp Tông lập xuống công lao, đều sẽ có phong phú tưởng thưởng, coi như là chí tôn đan dược và tiên khí cũng là có thể. Là, ân công, Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn Lão Yêu lập tức đồng ý. Tại an bài một ít trụ cột sự tình sau đó Diệp Thần Phong đi tới toàn bộ Diệp Tông phủ đệ chính giữa một cái sân bên trong. Hắn không có làm cho tất cả mọi người đều đi theo. Chỉ là một chút người tin cẩn, cùng ở sau người hắn. Tại đi tới nơi này nơi sân sau,
Diệp Thần Phong đem trước tương tự giấy bằng da dê đồ vật lấy ra, hắn phán đoán một cái phương vị sau đó hắn đem giấy bằng da dê đặt ở trên mặt đất, cũng không ai biết hắn phải làm gì. Tại đem giấy bằng da dê thả trên mặt đất sau, Diệp Thần Phong cách không đem linh khí truyền vào giấy bằng da dê bên trong, hắn là tại kích phát trong đó hỗn độn bất diệt trận. Theo linh khí không ngừng truyền vào, chỉnh trương giấy bằng da dê trên mặt đất liên tục run run, từ trong đó không ngừng có một cổ cường đại năng lượng tại tản ra. Nhưng Diệp Thần Phong đánh giá thấp kích phát giấy bằng da dê cần thiết dùng đến linh khí, theo thời gian từ từ chuyển rời, trong cơ thể hắn linh khí là càng ngày càng ít, nhưng trong đó hỗn độn bất diệt trận vẫn không có được kích phát đi ra. Còn tiếp tục như vậy, hắn linh khí yếu triệt để khô cạn rồi, hắn yêu cầu những người còn lại trợ giúp, hắn đối với Lan Vân đám người, nói ra, đem các ngươi linh khí rót vào trong cơ thể ta, nhanh lên một chút. Cái này hỗn độn bất diệt trận chỉ có hỗn độn nhẫn chủ nhân mới có thể kích phát, cho nên những người còn lại linh khí nhất định muốn trải qua Diệp Thần Phong truyền vào trong đó mới hữu hiệu. Chương 2673, nghiêm mật kiểm tra. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đám người toàn bộ đem linh khí cho mượn Diệp Thần Phong sử dụng. Do Diệp Thần Phong thủ đem những linh khí này toàn bộ rót vào đã đến tương tự giấy bằng da dê đồ vật bên trong. Có những người này linh khí sau đó Diệp Thần Phong cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy chỉnh trương giấy bằng da dê rung động càng ngày càng lợi hại rồi, từ trong đó tràn ra một loại hào quang rực rỡ. Bỗng nhiên trong lúc đó, oanh, một tiếng, tấm này tương tự giấy bằng da dê đồ vật trực tiếp ở trong không khí bạo liệt ra, từ trong đó tràn ra từng cái rậm rạp chằng chịt hoa văn, những văn lộ này tại vô hạn hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Toàn bộ thiên cực thành bầu trời phong vân biến sắc, đông nghịt tầng mây nhanh đè ép xuống, từ trong tầng mây còn có ánh chớp lấp lánh. Oanh, 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 thanh âm không ngừng vang lên. Cả tòa thiên cực thành không ngừng lắc lư, cái kia lít nha lít nhít không ngừng mở rộng hoa văn, trong nháy mắt toàn bộ ấn khắc ở thiên cực thành trên mặt đất. Những văn lộ này trải rộng thiên cực thành mỗi một góc, tại những văn lộ này khắc trên trời cực thành trên mặt đất lúc. Toàn bộ thiên cực thành đột nhiên bao phủ ở một tầng màu xanh lam kết giới bên trong. Từ từ che kín thiên cực thành mỗi một góc hoa văn, thẩm thấu tiến vào dưới mặt đất, cuối cùng chỉ có Diệp Tông phủ đệ Diệp Thần Phong bọn hắn chỗ ở sân, trên mặt đất chả che kín phức tạp hoa văn rồi. Hỗn độn bất diệt trận là ở nơi này được kích thích, cho nên nói cái sân này bên trong chính là hỗn độn bất diệt trận mắt trận sở tại. Chỉ thấy giờ khắc này trong sân ngoại trừ che kín hoa văn phức tạp bên ngoài, còn có một cái to lớn màu đen cửa động, ai không nhìn thấy không cảm giác được cái này trong cửa hang tình hình. Cái động này khẩu chính là hỗn độn bất diệt trận mắt trận sở tại, tuy nói hỗn độn bất diệt trận được kích động ra đến, nhưng muốn yếu trận pháp này một mực duy trì, mỗi một ngày tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, nhất định muốn hướng về trong cửa động không ngừng bổ sung linh thạch, trận pháp này mới có thể duy trì vận chuyển. Căn cứ Diệp Thần Phong trước đó hiểu được, nếu như bao phủ thiên cực thành kết giới biến thành màu đỏ, này chính là nói rõ năng lượng yếu không đủ, thời điểm này liền tất cần phải mau chóng hướng về trong mắt trận bổ sung rất nhiều linh thạch. Hỗn độn bất diệt trận chính là gồm nhiều mặt phòng ngự cùng công kích, Diệp Thần Phong đối trận pháp này có thể nói là rõ như lòng bàn tay rồi. Đặc biệt là tại kích trận pháp này sau đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được phảng phất toàn bộ thiên cực thành đô tại trong lòng bàn tay của hắn rồi. Hỗn độn bất diệt trận ngoại trừ đối ngoại công kích, còn có đối nội công kích, chỉ cần Diệp Thần Phong nguyện ý, hắn có thể bất cứ lúc nào khởi động hỗn độn bất diệt trận công kích hình thức, hắn tùy ý có thể xóa bỏ thân ở trong thành bất cứ người nào, bây giờ chỉ cần trên trời cực trong thành, coi như là thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cũng có thể lợi dụng hỗn độn bất diệt trận dễ dàng đem hắn xóa bỏ. Cái này cũng là Diệp Thần Phong yên tâm đại chiêu mộ nguyên nhân. Mặc dù nói nhất định phải lấy võ đạo chi tâm thể mới có thể tiến vào thiên cực thành, nhưng nhất làm cho hắn không có nỗi lo về sau vẫn là hỗn độn bất diệt trận. Ở đây đều là Diệp Thần Phong tương đối tín nhiệm người, hắn nói ra, về sau cái sân này chính là Diệp Tông trọng địa, những người không có liên quan cũng không có thể tới gần, còn có các ngươi nhất định phải bất cứ lúc nào hướng về trong mắt trận bổ sung linh thạch. Bởi vì cái này trận pháp tính đặc thù, cho nên chỉ có Diệp Thần Phong một người có thể trưởng khống. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư lập tức đem chăm sóc mắt trận nhiệm vụ đón lấy, có hai người bọn họ thần đế cảnh đỉnh phong cường giả chăm sóc trận pháp, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì được rồi.
Diệp Thần Phong muốn rời khỏi một chuyến Thiên Cực Thành, trước đó hắn tại Vẫn Lạc Chi Địa bên trong đã lấy được luyện chế đỉnh cấp tiên khí thiên tài địa bảo, hắn bây giờ còn muốn phải mau sớm củng cố của mình luyện khí trình độ, hắn phải dựa vào của mình luyện chế ra một cái đỉnh cấp tiên khí đến. Trước đó từ hồn khí các lão tổ Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn trong miệng đã được biết đến khí thần cốc sự tình. Này khí thần cốc đến từ chính hỗn độn thời đại. Ai cũng không rõ ràng khí thần cốc là ai tạo ra. Hoặc là từ đâu mà đến. Dù sao khí thần cốc hàng năm đều sẽ đúng giờ mở ra một lần. Chỉ cần là luyện khí sư, không cần biết ngươi là cái gì cấp bậc, cũng có thể tiến vào khí thần cốc bên trong. Thế nhưng, khi tiến vào khí thần cốc bên trong sau đó bất đồng đẳng cấp luyện khí sư, bọn hắn sẽ gặp phải không giống độ khó khiêu chiến, càng là đẳng cấp cao luyện khí sư, gặp phải khiêu chiến tự nhiên cũng là càng có khó khăn rồi. Còn có ở trong cốc dừng lại thời gian càng dài, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, phần lớn luyện khí sư tại khí thần cốc bên trong chỉ có thể dừng lại chừng một ngày thời gian. Cho nên, muốn tại khí thần cốc bên trong dừng lại thời gian càng dài, nhìn không phải luyện khí sư phẩm bậc, mà là luyện khí sư tự thân thiên phú. Đương nhiên, dừng lại thời gian nhất định muốn qua một ngày, mới có thể chính thức bắt đầu từ trong đó đạt được lợi ích. Hồn khí các lão tổ Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An, đã từng kỷ lục cao nhất là ở khí thần cốc bên trong dừng lại 2 ngày nhiều thời giờ, có thể coi là như thế này đối với bọn hắn tới nói đã là thu hoạch khá dồi dào rồi. Diệp Thần Phong đã sớm biết khí thần cốc cụ thể phương vị rồi. Thiên Cực Thành khoảng cách khí thần cốc có một ít lộ trình, như hôm nay Cực Thành sự tình sắp xếp thỏa đáng, hắn nhất định muốn lập tức chạy tới khí thần cốc rồi. Nguyên bản Diệp Thần Phong nghĩ phải hay không lại đem bên người người thân để vào bên trong tiểu thế giới, hãy nhìn đến bọn hắn ở bên ngoài thư thích vẻ mặt, hắn buông tha cho cái ý niệm này. Dù sao Thiên Cực Thành có hỗn độn bất diệt trận bảo vệ, còn nữa tại Diệp Tông bên trong lại có nhiều như thế cường giả, chỉ cần bọn hắn không rời đi Thiên Cực Thành, sẽ không có nguy hiểm gì. Lại nói một khi hắn rời đi, như vậy liền không ai có thể mở ra kết giới rời đi nơi này rồi. Tại tất cả mọi chuyện đều an bài xong sau đó Diệp Thần Phong liền một mình rời đi Thiên Cực Thành, hắn không có để bất luận người nào đi theo rồi, có lúc một người hành động lên trả thuận tiện một ít. Rời đi trước hắn một lần nữa cho mình dịch dung một cái, đem mình dịch dung thành một cái đã có tuổi lão đầu. Một đường đạp không mà đi. Trải qua không ngừng chạy đi sau đó hắn tại khí thần cốc yếu mở ra 2 ngày trước đã tới. Tại Diệp Thần Phong đi tới khí thần cốc trước sau đó chỉ thấy nơi này đã tụ tập đầy thượng giới luyện khí sư rồi, lông mày của hắn chăm chú vừa nhíu, hắn thình lình nhìn thấy trước đó thoát đi xuất Vẫn Lạc Chi Địa Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí. Bọn hắn lại đang từng cái kiểm tra từng cái tới chỗ này luyện khí sư, dù sao bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong là luyện khí sư, rất có thể sẽ đi tới khí thần cốc, cho nên bọn hắn muốn ở chỗ này tới một cái ôm cây đợi thỏ. Diệp Thần Phong cũng không hề tại Hà Nguyên Thiên chu vi xuất hiện cái gì kẻ khả nghi, bất quá, hắn nhưng không dám xem thường, Hà gia Ngũ Ảnh đều cũng có năng lực ẩn giấu, lần trước chết đi bóng ngũ trưởng lão là Ngũ Ảnh bên trong yếu nhất một cái. Ai biết này không khí chung quanh bên trong có hay không ẩn giấu đi Hà gia Ngũ Ảnh. Hà Nguyên Thiên bọn hắn kiểm tra rất là nghiêm mật, căn bản không khả năng có xa lưới chi cá, Diệp Thần Phong bây giờ còn tách rời ra một khoảng cách. Nếu như hắn càng đi về phía trước đi lời nói, nhất định phải tiếp thu Hà Nguyên Thiên kiểm soát của bọn hắn. Chương 2674, xúi dục, thỏa hiệp. Bây giờ khoảng cách khí thần cốc mở ra còn cần 2 ngày. Mọi việc muốn tới gần khí thần cốc miệng cốc luyện khí sư, đều không ngoại lệ đều phải trải qua Hà Nguyên Thiên kiểm soát của bọn hắn, đặc biệt là một không quen mặt luyện khí sư. Đương nhiên nếu như là thượng giới có chút danh khí luyện khí sư, như vậy tự nhiên có thể miễn đi vừa mới kiểm tra. Thân là luyện khí sư trong xương đều là cực kỳ cao ngạo, Hà gia tuy nói là thượng giới bá chủ cấp gia tộc, nhưng được tỉ mỉ mà kiểm tra thân thể, này đối với những luyện khí sư này tới nói cũng là một kiện cực kỳ hổ thẹn. Nhục sự tình, không ít luyện khí sư trên mặt đã lộ ra vẻ không vui rồi. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí 2 cái này hồn khí các lão tổ ở nơi này, Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn tự nhiên cũng là ở chỗ này. Bọn hắn trước đó từ Diệp Thần Phong nơi đó mở ra không ít luyện khí thượng nghi hoặc sau, bọn hắn liền tiến vào bế quan trạng thái, gần nhất mới xuất quan tới rồi khí thần cốc, bọn hắn tự nhiên cũng biết trước đó biết Diệp lão đệ, cư
cư lại chính là Hà Gia muốn thông tập người một trong, hơn nữa Hà Gia lần thứ hai đối Diệp Thần Phong rơi xuống lệnh truy nã, vẫn là cấp bậc cao nhất lệnh truy nã. Có người nói Diệp Thần Phong cấu kết thiên ngoại ma vật, bất kể như thế nào, Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn là không tin, bọn hắn cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc qua, trong lòng đối Diệp Thần Phong có cực kỳ to lớn hảo cảm. Lúc trước Diệp Thần Phong đối vấn đề của bọn họ là kiên trì giải đáp, đối với bọn họ có truyền đạo thụ nghiệp tri ân, bọn hắn nhất định là đứng ở Diệp Thần Phong bên này. Thạch Vạn An cho Lý Mộc Ngôn truyền âm nói, lão Lý, người nói Diệp lão đệ hội tới nơi này sao? Lý Mộc Ngôn lợi dụng truyền âm trả lời, lúc trước chúng ta nói với Diệp lão đệ sáng tỏ khí thần cốc chỗ đặc thù, nơi này đối từng cái luyện khí sư đều có được lực hấp dẫn cực lớn, coi như là chí tôn luyện khí sư cũng không ngoại lệ, Diệp lão đệ nên tới. Thạch Vạn An cau mày, nếu như Diệp lão đệ tới nơi này, như vậy chúng ta tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không thể để Diệp lão đệ rơi vào hiểm cảnh rồi. Tại Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn lợi dụng truyền âm trao đổi thời điểm, chung quanh không ít luyện khí sư đang nghị luận gần nhất sinh ở thượng giới sự tình, những kia chờ được kiểm tra luyện khí sư, bọn hắn nhưng là sắc mặt càng khó coi. Các ngươi có nghe nói không, gần nhất trên trời cực trong thành, có một cái gọi là Diệp Tông thế lực lực lượng mới xuất hiện, có người nói đem thiên cực thành bá chủ Quách ra cho tận diệt rồi. Đúng vậy, xác thực có chuyện như vậy, ta nghe nói này cùng được Quách ra trục ra cửa một tên Quách ra con rơi có quan hệ. Thiên cực thành tính là gì? Quách gia lại tính là gì? Gia tộc kia bên trong liền thần đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng không có, cái này Diệp Tông cũng không biết là từ nơi nào nhô ra, lại đang thượng giới như thế gióng trống khua chiêng, ta xem không được bao lâu liền sẽ bị tiêu diệt. Đối với Diệp Tông sự tình vẫn chưa hoàn toàn truyền bá ra, tỉ như Diệp Tông bên trong có 4 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao các loại. Dịch Dung thành một ông lão Diệp Thần Phong. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn rồi, hắn lập tức cho bọn họ truyền âm, hai vị lão ca, gần đây khỏe. Nhận ra được trong đầu truyền âm, Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn lập tức sững sờ, mà Diệp Thần Phong thì là tiếp tục nói, hai vị lão ca, ta liền tại các ngươi phải phía sườn, người mặc một bộ trang phục màu xám lão đầu chính là ta. Khí thần cốc ta nhất định phải đi vào, ở trong bóng tối e sợ còn ẩn tàng Hà Gia cường giả, chỉ cần ta vừa xuất hiện. Khẳng định liền sẽ lập tức động thủ với ta, ta cần hai người các ngươi trợ giúp. Hà Nguyên Thiên bọn hắn như vậy kiểm tra luyện khí sư, ta xem không ít luyện khí sư trong lòng đã bất mãn, các ngươi có biện pháp vỗ những luyện khí sư này cảm xúc sao? Dù sao lần này hầu như hết thảy thượng giới luyện khí sư đều tới nơi này, chỉ cần những luyện khí sư này toàn bộ đối Hà Gia hành vi bất mãn, ta xem Hà Gia cũng không dám tiếp tục từng cái kiểm tra rồi. Nghe vậy. Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn âm thầm tính toán một phen sau đó trong đó Lý Mộc Ngôn cho Diệp Thần Phong truyền âm nói, Diệp lão đệ, chuyện này liền giao cho chúng ta. Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn ở thượng giới luyện khí sư bên trong có không tầm thường sức ảnh hưởng, ở đây không chỉ có hồn khí các luyện khí sư, còn có không ít giải rác luyện khí sư. Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn nhân duyên tốt hơn, bọn hắn chọn chúng vài tên cấp bậc không sai luyện khí sư cho bọn họ truyền âm. Chỉ thấy Lý Mộc Ngôn cho một tên họ Vương luyện khí sư truyền âm, Vương lão đầu, ngươi nhưng là tán tu luyện khí sư bên trong đại biểu một trong rồi, để Hà Gia một tên tiểu bối như thế hồ đồ đi xuống, chuyện này với chúng ta luyện khí sư tới nói nhưng là trên mặt tối tăm a hát. Hà Gia quả thực là quá không coi chúng ta là về sự tình. Tiếp lấy, hắn rồi hướng một tên họ Triệu luyện khí sư truyền âm, Triệu lão đầu, ngươi không cảm thấy Hà Gia tiểu bối này quá phận quá đáng sao? Nơi này là mở ra khí thần cốc địa phương, chẳng lẽ muốn khiến hắn ở nơi này hồ nháo như vậy đi xuống. Đồng thời Thạch Vạn An cũng giống nhau như đúc lợi dụng truyền âm liên hệ rồi ở đây vài tên cấp bậc không tầm thường luyện khí sư. Những luyện khí sư này khi nghe đến Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An truyền âm sau đó bởi vì bọn họ hai cái là lấy luyện khí sư góc độ nói chuyện. Cho nên những luyện khí sư này lập tức cảm thấy tràn đầy đồng cảm. Đặc biệt là nhìn thấy Tề Khang Phúc cùng Trương cùng chí thân là luyện khí sư, lại thả xuống tư thái cùng Hà Gia tiểu bối cùng nhau hồ đồ. Hà Gia là bá chủ cấp gia tộc không sai, nhưng một cái chỉ là Hà Gia tiểu bối cũng không thể như thế làm càn. Hà Thiếu, khí thần cốc mở ra tháng ngày tới gần, người ở nơi này khó xử chúng ta luyện khí sư rốt cuộc là ý gì? Từng cái luyện khí sư đều muốn thông qua kiểm soát của các ngươi,
có phải hay không các người thật là bá đạo? Có một cái luyện khí sư mở miệng sau. Những kia chính phải bị kiểm tra luyện khí sư, bọn họ là lập tức tức giận lên, bất mãn vẻ phù xuất hiện ở trên mặt. Đúng vậy, dựa vào cái gì đối với chúng ta kiểm tra, các người tìm người mắc mớ gì đến chúng ta? Đúng vậy, chúng ta nơi nào đắc tội Hà gia, lại muốn đối với chúng ta từng cái kiểm tra, huống hồ nơi này cũng không phải Hà gia địa phương. Chính là nhiều người đánh bạo, không ít luyện khí sư dồn dập bàn ra tán vào lên. Lý Mộc Môn cũng mở miệng, Hà thiếu, cách làm của các ngươi xác thực không thích hợp, này không có người ngươi muốn tìm, như ngươi vậy hồ đồ đi xuống, chẳng khác gì là vũ nhục luyện khí sư tôn nghiêm. Thạch Vạn An nhìn xem Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí, quát lên, hai người các ngươi lão già vẫn là luyện khí sư sao? Các ngươi đây là muốn làm gì? Thấy Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An mở miệng, còn lại một ít luyện khí sư là càng thêm gan lớn rồi, trừ một chút cùng Tề Khang Phúc, Trương Cùng Chí có quan hệ luyện khí sư bên ngoài, phần lớn luyện khí sư toàn bộ là trợn mắt trừng trừng, mắt thấy những luyện khí sư này cảm xúc phải lớn hơn bạo, Hà Nguyên Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí cũng như nuốt con ruồi bình thường, bọn hắn biết nếu như tại tiếp tục như vậy, sợ lo sự tình yếu không cách nào thu tràng. Tề Khang Phúc lập tức cho Hà Nguyên Thiên truyền âm, Hà thiếu, chúng ta trước tiên dừng lại, cứ tiếp như thế, e sợ cả giới phần lớn luyện khí sư toàn bộ sẽ đối với Hà gia sản sinh phản cảm. Thượng giới phần lớn luyện khí sư phản cảm, đây đối với Hà gia tới nói tuyệt đối không là một chuyện tốt, dù sao Hà gia cũng cần luyện khí sư. Trầm mặc một hồi sau, Hà Nguyên Thiên cắn răng, nói, vừa vặn là ta thiếu suy nghĩ rồi. Đây coi như là thỏa hiệp. Tại Hà Nguyên Thiên sau khi thỏa hiệp, Dịch Dung sau Diệp Thần Phong lẫn trong đám người, đi tới Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An bên cạnh. Chương 2675, Thiên Đại Âm Mưu. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cũng không hề nhìn về phía Diệp Thần Phong, mà là ra vẻ không nhận biết dáng vẻ, kỳ thực bọn họ là tại dùng truyền âm trò chuyện. Diệp lão đệ, tình thế bây giờ đối với ngươi rất bất lợi, ngươi là làm sao chọc Hà gia? Thạch Vạn An hỏi. Lý Mộc Ngôn cũng lập tức nói ra, Diệp lão đệ, người thật cùng đã từng muốn xâm lấn nơi này thiên ngoại ma vật có quan hệ sao? Đối mặt Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An vấn đề, Diệp Thần Phong chỉ là hồi đáp, hai vị lão ca, nếu như các ngươi tin tưởng lời nói của ta, như vậy các ngươi không nên hỏi nhiều như vậy rồi, chờ lần này khí thần cốc sự tình sau khi kết thúc, ta lại nói với các ngươi. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An phi thường tin tưởng Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ liền không lại nhiều lời rồi, từ đầu tới cuối đều không có liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, ánh mắt một mực tập trung ở Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí trên người. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí ánh mắt quét mắt bốn phía, bọn hắn rõ ràng Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An đối Diệp Thần Phong cực kỳ xem trọng, bây giờ đột nhiên đến rồi như thế vừa ra, phải hay không Diệp Thần Phong đã xuất hiện ở đây. Tuy nói ở đây có không ít lạ mặt luyện khí sư, nhưng bọn họ xuất hiện không được so sánh kẻ khả nghi. Hà thiếu, nhất định là Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An đang dở trò quỷ, bọn hắn nâng lên luyện khí sư cảm xúc, hiện tại chúng ta chỉ có thể tính quan kỳ biến rồi, nói không chắc tiểu tử kia đã đi tới nơi này. Tề Khang Phúc cho Hà Nguyên Thiên truyền âm nói. Hà Nguyên Thiên đối Diệp Thần Phong là hận thấu xương, đã từng một đạo phân thân được Diệp Thần Phong cho chém tới, trước đó tại Vẫn Lạc Chi Địa lại chạy trối chết. Có thể nói hắn tự kiêu được Diệp Thần Phong cho dẫm đến vỡ vụn. Chính như Diệp Thần Phong suy đoán như vậy, ở trong bóng tối xác thực ẩn giấu Hà gia ngũ ảnh bên trong lão tứ. Nhưng tại chàng có nhiều như thế luyện khí sư, cho dù để ảnh tứ trưởng lão xuất hiện, chỉ sợ cũng không được trấn áp tác dụng. Hà Nguyên Thiên đối với Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí truyền âm nói, các loại sau chỗ có người tiến vào khí thần cốc, tại từ khí thần cốc sau khi đi ra. Chúng ta tại từng cái đối chiếu thân phận. Sát theo đó, Hà Nguyên Thiên rồi hướng chỗ tối ảnh tứ trưởng lão truyền âm nói, phiền phức ảnh tứ trưởng lão, lập tức liên hệ bóng tam trưởng lão, ảnh nhị trưởng lão cùng bóng đại trưởng lão, để cho bọn họ tới rồi khí thần cốc. Có các người bốn vị trấn áp sau đó ta muốn những luyện khí sư này cũng không dám có những gì lời oán hận rồi, tiểu tử kia hiện tại vô cùng có khả năng ngay ở chỗ này. Tuy nói Hà Nguyên Thiên hiện tại cũng có thể mạnh mẽ kiểm tra, nhưng như vậy hắn không chỉ yếu đối mặt luyện khí sư phản cảm, hơn nữa còn nhất định muốn chịu đựng những luyện khí sư này phản công,
trống trơn một cái ảnh tứ trưởng lão căn bản chấn giữ không được những này hạng người tâm cao khí ngạo. Đây là Hà Nguyên Thiên một phen suy nghĩ về sau quyết định, vừa nãy hắn dừng tay xác thực sợ những luyện khí sư này đối Hà gia có chỗ phản cảm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ cần Hà gia có thể chân chính xưng bá thần nguyên giới, đến lúc đó có ai dám cãi lời Hà gia mệnh lệnh. Hắn mơ hồ biết chính mình lão tổ yếu thống trị thần nguyên giới, e sợ không cần quá lâu thời gian. Chỗ tối ảnh tứ trưởng lão nhận được Hà Nguyên Thiên mệnh lệnh sau đó hắn lập tức vô thanh vô tức rời khỏi. Hai ngày sau thời gian trong, có thể nói là hào không gợn sóng, biết khí thần cốc mở ra canh giờ đã tới rồi, hết thảy luyện khí sư toàn bộ ánh mắt tập trung vào khí thần cốc bên trên. Mà chính lúc khí thần cốc yếu mở ra thời điểm, thượng giới Hà gia bên trong, nơi nào đó tối tăm vô cùng trong mật thất, một người trung niên nam nhân nghiêm túc mà đứng, trên mặt của hắn không có bất kỳ một tia biểu lộ. Cái này bên trong mật thất âm u cực kỳ, một loại làm người ta kinh ngạc run sợ khí tức, ở trong đó không ngừng lưu động, đây là một loại cảm giác không rét mà run. Ở cái này mật thất trên mặt đất che kín từng cái màu máu đỏ hoa văn. Những này màu máu đỏ hoa văn ở trong bóng tối có vẻ hào quang rạng rỡ, tại hoa văn bên trong phảng phất có huyết dịch đang lưu động bình thường. Ở cái này mật thất chính giữa, có một cái hình tròn cửa động. Cái động này cũng không sâu, đại khái khoảng nửa mét, cửa động cũng không lớn, chính dễ dàng để một người ngồi ở trong đó. Ở cái này cửa động dưới đáy, khảm nạm từng khối màu máu đỏ tinh thạch, trong đó cũng phác họa đầy từng cái màu máu đỏ hoa văn. Mà khuôn mặt này nghiêm túc nam nhân chính là Hà gia lão tổ Hà Không Thắng. Hắn nhìn xem bên trong mật thất tất cả, không khỏi tự nói, nhanh, nhanh, xem đến thời gian có thể sớm, lại có thêm 3 tháng, chỉ cần thời gian 3 tháng, ta tự có khả năng bước vào sống mãi rồi. Ở cái này trong mật thất phác họa hoa văn, không phải phổ thông hoa văn. Tại đã từng nhiều như vậy trong 5 tháng. Hà Không Thắng đã đem những văn lộ này không ngừng hướng về toàn bộ thần nguyên giới Mạn Duyên Nhi đi rồi. Những này hướng về thần nguyên giới Mạn Duyên Nhi đi hoa văn, người bình thường căn bản là xuất hiện không được. Chỉ cần lại có thêm thời gian 3 tháng, những văn lộ này là có thể mà xuyên suốt thần nguyên giới thượng giới, bên trong giới cùng hạ giới, đến lúc đó hắn là có thể khởi động kế hoạch của hắn rồi. Cái kế hoạch này, hắn chuẩn bị bao nhiêu năm tháng? Khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười. Lấy cái này mật thất làm trung tâm, hướng về toàn bộ thần nguyên giới Mạn Duyên Nhi đi hoa văn, này được gọi là vạn nguyên quy nhất. Đây là Hà Không Thắng tại một chỗ hỗn độn thời đại bên trong di tích xuất hiện thủ đoạn, chỉ cần vạn nguyên quy nhất triệt để bố trí xong, hắn là có thể ngồi ở lỗ tròn bên trong, khởi động vạn nguyên quy nhất. Phàm là tại vạn nguyên quy nhất bên trong người tu luyện sẽ trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Hắn thân trong cơ thể năng lượng hội chảy vào vạn nguyên quy nhất bên trong, cuối cùng chảy vào Hà Không Thắng trong cơ thể. Toàn bộ thần nguyên giới người tu luyện sức mạnh, hẳn là có thể để cho Hà Không Thắng bước vào vĩnh sinh cảnh đi nha. Dù sao hắn hiện tại đã càng thần đế cảnh đỉnh phong, chỉ là còn chưa có tới vĩnh sinh cảnh mà thôi. Đương nhiên Hà gia người, đến lúc đó hắn sẽ có sắp xếp khác, còn có những kia nương nhờ vào Hà gia, đáng giá lưu lại thế lực. Hắn cũng làm ra những an bài khác. Về phần thần nguyên giới những người còn lại chết sống, hắn căn bản không để vào mắt, nếu như có thể trợ giúp hắn đột phá đến vĩnh sinh cảnh, dưới cái nhìn của hắn đây là những người tu luyện này quang vinh. Chỉ cần hắn có thể đến sống mãi, hắn là có thể trở thành vùng thế giới này người trưởng khống rồi, đến lúc đó thế gian vạn vật đều tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn chính là vạn vật chi chủ, hắn có thể một lần nữa cải tạo vùng thế giới này. Hà Không Thắng khóe miệng nụ cười có chút dữ tợn, Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên, các ngươi bây giờ còn tại nơi nào dẫy giụa? Các ngươi nhất định đuổi không kịp bước tiến của ta rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hai người các ngươi chết, ta muốn để cho các ngươi nhìn tận mắt ta đến sống mãi, ta muốn để cho các ngươi biết mình kém xa tít tắp ta. Còn có các ngươi hai cái đồ đệ, thật là của hắn nằm ngoài dự đoán của ta, đối với các ngươi mà nói. Ta bây giờ đối với đồ đệ của các ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Vạn nguyên quy nhất. Xem ra thần nguyên giới yếu nghênh đón một hồi đại tai nạn, nếu quả thật được Hà Không Thắng khởi động vạn nguyên quy nhất, như vậy toàn bộ thần nguyên giới sắp trở nên máu chảy thành sông. Bây giờ không ít thế lực lấy Hà gia ngựa là xem,
không biết đại đa số người đều đã trở thành Hà Không Thắng trong mắt người hy sinh rồi, đã trở thành hắn bước vào vĩnh sinh cảnh đá đạp chân. Chương 2676, Vạch Trần. Khiêu chiến bắt đầu. Không có bất kỳ người nào biết Hà Không Thắng cái này âm mưu, bao quát Hà gia người cũng chỉ biết là Hà Không Thắng có hy vọng yếu bước vào sống mãi rồi, bọn hắn cũng không biết Hà Không Thắng yếu lợi dùng biện pháp gì bước vào sống mãi. Lúc này khí thần cốc miệng cốc. Khí thần cốc mở ra canh giờ đã đến. Chỉ thấy toàn bộ khí thần cốc vốn là không có cửa vào, theo một trận tia sáng chói mắt tại khí thần cốc thượng bảo. Tiến vào khí thần cốc lối vào thình lình xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, ở đây phần lớn luyện khí sư đều là đã tới khí thần cốc, cho nên bọn hắn đối với khí thần cốc biến hóa là chuyện thường ngày ở huyện rồi, trong đôi mắt ánh mắt chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm cửa vào. Khí thần cốc cũng không phải ai trước tiến vào, lấy được chỗ tốt liền nhiều, cho nên ở đây luyện khí sư cũng không nóng nảy. Tại tia sáng chói mắt tản đi. Khí thần cốc lối vào triệt để ổn định lại, sau đó ở đây luyện khí sư mới có trật tự hướng về vào trong miệng đi đến. Dịch Dung sau Diệp Thần Phong không nhanh không chậm đi theo Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An bên người, tại hai chân của hắn bước vào khí thần cốc thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ sóng năng lượng đảo qua thân thể của mình, nguồn năng lượng này hẳn là đến xác định người tiến vào phải hay không luyện khí sư, nếu như không phải luyện khí sư sẽ trực tiếp được bắn bay ra ngoài. Nhưng mà để Diệp Thần Phong không có nghĩ tới là, khi hắn bước vào khí thần cốc sau đó trên mặt hắn Dịch Dung dĩ nhiên trực tiếp được trong cốc một loại sức mạnh cho cởi ra, lộ ra hắn chân thật diện mạo đến. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An là cái thứ nhất xuất hiện một màn này, lúc trước không có luyện khí sư Dịch Dung tiến vào nơi này, cho nên bọn hắn cũng không biết khi tiến vào trong cốc sau, trên mặt Dịch Dung sẽ bị trong cốc sức mạnh cởi bỏ đi, này để hai người bọn họ lông mày đột nhiên vừa nhíu. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí tự nhiên cũng tiến vào nơi này, bọn hắn khoảng cách Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cũng không xa, cho nên bọn hắn cũng lập tức chú ý tới Diệp Thần Phong, tại hơi sững sờ sau đó trên mặt bọn họ lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Bởi mới tiến vào trong cốc không bao lâu, thanh âm bên trong vẫn có thể truyền đi ra bên ngoài, Tề Khang Phúc lập tức đối với ngoài cốc, quát, Hà Thiếu, tiểu tử kia xác thực lẫn vào. Phía ngoài Hà Nguyên Thiên khi nghe đến Tề Khang Phúc tiếng gào sau đó hắn lập tức quát lên, tiểu tử, ta chờ ở bên ngoài, lần này ngươi là có chạy đằng trời rồi. Trước đó Hà Nguyên Thiên bọn hắn cũng đoán được Diệp Thần Phong không sẽ mang theo thiên ngoại ma vật đi loạn, cho dù muốn tới khí thần cốc cũng chỉ biết một người đến, dù sao nếu như thiên ngoại ma vật tiết lộ thân phận rồi, Diệp Thần Phong đều sẽ được hợp nhau tấn công, xem ra bọn hắn suy đoán một chút cũng không sai. Lần này chỉ có Diệp Thần Phong một người đi tới nơi này. Khí thần cốc bên trong. Hà Nguyên Thiên tiếng quát vang vọng vào, này làm cho hết thảy luyện khí sư toàn bộ ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong nhưng là được Hà gia rơi xuống hai lần lệnh truy nã, tướng mạo của hắn người ở chỗ này hết sức quen thuộc, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong thật sự trà trộn vào được. Quan trọng nhất là lần gần đây nhất Hà gia lệnh truy nã. Nói rõ Diệp Thần Phong cấu kết thiên ngoại ma vật, này để những luyện khí sư này sắc mặt là âm tình bất định. Tại đây khí thần cốc bên trong có nhiều hạn chế. Không thể tranh đấu cũng là trong đó một cái hạn chế, đã từng có luyện khí sư đánh ở đây đấu, mà tranh đấu người trực tiếp được trong cốc sức mạnh cho tàn phá, từ nay về sau, sẽ không có luyện khí sư dám ở khí thần cốc bên trong làm càn. Đối mặt ở đây hết thảy luyện khí sư ánh mắt. Diệp Thần Phong chỉ hơi hơi nhún nhún vai, nói các ngươi đi vào là làm cái gì? Xem ta làm gì? Được Diệp Thần Phong như vậy vừa nhắc nhở, phần lớn luyện khí sư toàn bộ tỉnh táo lại, bọn hắn tới nơi này vì thu được cơ duyên, ở nơi này cũng không thể tranh đấu, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là ứng đối khí thần cốc bên trong nan đề. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí ánh mắt chính là chăm chú dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người. Bọn hắn lần trước nhưng là suýt chút nữa chết ở vẫn lạc chi địa bên trong. Chính là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Tiểu tử, ngươi còn thật sự dám một người một ngựa đến khí thần cốc. Không nghĩ tới thân phận của mình sẽ nhanh như thế bị vạch trần chứ. Tề Khang Phúc trong giọng nói tràn đầy hí hành hạ. Diệp Thần Phong trực tiếp nói nhảm gì đó. Lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này động thủ với ta sao? Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nếu như ngươi chỉ là nói một ít phí lời, như vậy liền mời ngươi nhắm lại miệng mình. Tề Khang Phúc trực tiếp được chắn được nói không ra lời,
sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn đương nhiên không dám ở nơi này động thủ, hắn cũng không muốn được khí thần cốc bên trong sức mạnh cho trực tiếp tàn phá. Nói xong câu đó sau, Diệp Thần Phong không lại đi để ý tới Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí rồi, này để hai người bọn họ suýt chút nữa tức giận thổ huyết, bọn hắn hiện tại nắm Diệp Thần Phong đúng là không thể làm gì. Đi vào khí thần cốc sau, một mọi người đi tới một chỗ trống trải trong sân, này mảnh sân bãi chỉ có lùi đường đi ra ngoài rồi, không có đi về phía trước đường. Diệp Thần Phong xuất hiện tại không có tâm tư lo lắng chuyện sau đó rồi, hắn chỉ muốn tại khí thần cốc bên trong thu được cơ duyên, dùng này đến củng cố của mình luyện khí trình độ. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An tuy nói cũng lo lắng Diệp Thần Phong, nhưng bọn họ cũng biết hiện nay chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Lý Mộc Ngôn cho Diệp Thần Phong truyền âm nói, Diệp lão đệ, nơi này chính là khí thần cốc cửa thứ nhất, sau đó mỗi người gặp phải khiêu chiến cũng khác nhau, tất cả mọi người sẽ bị trong cốc sức mạnh mang đến một cái địa phương khác nhau. Phần lớn luyện khí sư toàn bộ liền cửa ải này cũng không qua lọt, tại cửa ải này dừng lại thời gian là chừng một ngày, nếu như ngay cả cửa thứ nhất này cũng không thông qua được, như vậy tại khí thần cốc liền bất kỳ chỗ tốt nào cũng lấy được không có được. Nghe được Lý Mộc Ngôn giải thích sau đó Diệp Thần Phong hơi hơi gật gật đầu. Khi hắn gật đầu đồng thời, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng đột nhiên xung kích đã tới từng đạo ánh sáng, theo cái này từng đạo ánh sáng đem ở đây từng cái luyện khí sư bao phủ, những luyện khí sư này hội lập tức biến mất ở nguyên chỗ. Xem ra khí thần cốc cửa thứ nhất khiêu chiến muốn bắt đầu. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đồng dạng được một bó quang cho bao phủ lại rồi, chỉ là trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh sinh long trời lở đất thay đổi, hắn đi tới khác bên trong một không gian. Chỉ thấy chung quanh là cao sơn lưu thủy, ở trước mặt hắn một ngọn núi đỉnh núi, có một bóng người đứng lặng. Đạo thân ảnh này thủ trưởng điều khiển một loại thiên địa chi hỏa, hắn tại rèn luyện một loại kim loại thiên tài địa bảo, hắn rèn luyện thủ pháp cực kỳ huyền diệu cùng nhanh, thậm chí liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng có chút nhìn không rõ. Diệp Thần Phong ánh mắt được đỉnh núi tình cảnh này cho một mực hấp dẫn. Trên đỉnh núi bóng người kia, hắn là tại luyện khí, hắn hai bàn tay không ngừng múa lên, một loại cực hạn áo nghĩa tràn ngập ở trong không khí, hắn phương pháp luyện khí muốn so Diệp Thần Phong nắm giữ cao minh hơn nhiều. Diệp Thần Phong căn bản không kịp đến xem thấu đạo thân ảnh này phương pháp luyện khí. Bỗng nhiên trong lúc đó, đạo thân ảnh này động tác hơi dừng lại một chút. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng hướng về phía Diệp Thần Phong. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Diệp Thần Phong thân thể có chút điểm nhi căng thẳng. Chương 2677, tìm hiểu, nhìn thấu. Không khí phảng phất trở nên trầm trọng. Diệp Thần Phong thấy không rõ lắm đạo thân ảnh này tướng mạo, chỉ là hắn được đạo thân ảnh này ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn có một loại cực kỳ mất tự nhiên cảm giác. Ha ha ha. Trong không khí truyền đến một loại khiến người ta sống lưng mát tiếng cười. Diệp Thần Phong bỗng nhiên cảm giác có nhất cổ sức hút tập trung vào trên người mình, thân thể của hắn không tự chủ được hướng về đỉnh núi bay đi, hắn căn bản khống trụ hay không trụ thân thể của mình, trong gân mạch linh khí dòng sông cũng biến thành bế tắc lên. Kinh khủng hơn, Diệp Thần Phong cảm giác thân thể của mình đang không ngừng thu nhỏ lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ là mấy cái trong chớp mắt. Thân thể của hắn thu nhỏ lại đã đến chỉ có người bình thường to bằng ngón cái rồi, hơn nữa cả người hắn đã tiếp cận đỉnh núi, nhưng cho dù gần như thế rồi, hắn lại còn là thấy không rõ lắm bóng người kia tướng mạo. Tập trung vào trên người của hắn sức hút trực tiếp đưa hắn kéo vào bóng người kia trong lòng bàn tay thiên địa chi hỏa bên trong, hắn trong nháy mắt cảm giác cả người có một loại giống như lửa thiêu đau đớn. Tiến vào thiên địa chi hỏa bên trong sau. Diệp Thần Phong ngẩng đầu rốt cuộc có thể nhìn rõ ràng đạo thân ảnh này tướng mạo rồi, chỉ thấy đạo thân ảnh này căn bản không phải là người nào, mặt của hắn chính là một viên đầu lâu, chỉ là được một tầng sương mù màu đen cho bao phủ, cho nên trước đó Diệp Thần Phong một mực không cách nào thấy rõ sở đạo thân ảnh này tướng mạo. Khô lâu này thủ lĩnh nhìn mình trong bàn tay thiêu đốt thiên địa chi hỏa, nhìn lên trời địa chi hỏa bên trong Diệp Thần Phong, hắn chỗ trống trong hốc mắt lóe lên uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Bàn tay của hắn lần thứ hai múa lên, hắn dĩ nhiên trực tiếp coi Diệp Thần Phong là làm thiên tài địa bảo đến luyện chế ra. Tại khô lâu này thủ lĩnh điều khiển dưới, tay đất trời trong lòng bàn tay chi hỏa nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Diệp Thần Phong cảm giác da của mình đều tại đã hòa tan,
hắn hiện tại điều động không nổi bất kỳ một tơ linh khí, liền ngay cả bên trong đan điền thiên địa chi hỏa thanh viêm cũng không cách nào triệu hoán đi ra. Bất quá, đầu lâu người thiên địa chi hỏa yếu cường hãn hơn thanh viêm nhiều lắm, thậm chí thanh viêm căn bản vô pháp so sánh cùng. Giống như lửa thiêu đau nhức, kích thích Diệp Thần Phong toàn thân từng cái lỗ chân lông, hắn mắt thường có thể nhìn thấy, toàn thân hắn da thịt đang chậm chậm trở nên cháy đen rồi, nếu như còn tiếp tục như vậy hắn cần phải muốn được cháy rụi không thể, nhưng hắn căn bản không có năng lực lao ra đầu lâu người khống chế thiên địa chi hỏa. Đây chính là cái gọi là khiêu chiến sao? Luyện khí cấp bậc càng cao người, hắn gặp phải khiêu chiến cũng là càng cao. Nhưng khiêu chiến này nội dung cũng quá thao. Chứng chứ, đây là muốn tươi sống bắt hắn cho thiêu chết tiết tấu sao? Diệp Thần Phong ép buộc chính mình tạm thời bình tĩnh lại, cả người hắn tại thiên địa chi hỏa bên trong là đông dao động tây sáng ngời, đầu lâu người đang không ngừng điều khiển thiên địa chi hỏa xoay chuyển đây. Tại tỉnh táo lại sau, Diệp Thần Phong rốt cuộc phát giác ra một chút đầu mối, theo đầu lâu người coi hắn là làm luyện khí tài liệu luyện chế, hắn cảm giác tại thiên địa chi hỏa bên trong tràn đầy mạnh mẽ luyện khí áo nghĩa. Chỉ cần tinh tế đi thể hội là có thể tiến vào tìm hiểu trạng thái. Chẳng lẽ nói yếu tìm hiểu khô lâu này thủ lĩnh phương pháp luyện khí, mới có thể thông qua một cái khiêu chiến sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong lập tức bắt đầu tìm hiểu, nhưng được mạnh mẽ như thế thiên địa chi hỏa đốt cháy, lại tăng thêm đầu lâu người kỳ diệu phương pháp luyện khí. Diệp Thần Phong không những cảm giác mình toàn thân thịt yếu chín mọng, hắn chả cảm giác được xương cốt toàn thân đều phải bị vỡ vụn. Đây coi là cái gì chó? Dám khiêu chiến. Nhưng việc đã đến nước này, Diệp Thần Phong chỉ có thể cố nén toàn thân đau nhức, không ngừng tìm hiểu thiên địa này chi hỏa bên trong luyện khí áo nghĩa. Diệp Thần Phong luyện khí thiên phú là không lời nói. Hắn rất nhanh sẽ bắt đầu tiến vào tìm hiểu trạng thái, từng điểm tìm hiểu đầu lâu người phương pháp luyện khí. Nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới cảm giác đau tại càng ngày càng kịch liệt. Hắn thân thể cũng bắt đầu có chút giật giật, hắn cảm giác trong đầu ý thức càng mơ hồ. Trong lòng của hắn tràn đầy không ít nghi hoặc. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An đã nói cửa thứ nhất dừng lại thời gian là chừng một ngày, chỉ có chống đỡ qua cửa ải này, mới sẽ tại khí thần cốc bên trong đạt được lợi ích, nhưng hắn đã tại tìm hiểu đầu lâu người phương pháp luyện khí rồi, lẽ nào đây không tính là chỗ tốt sao? Lại có thêm, nếu như khiêu chiến này cứ tiếp như thế, hắn 100% hội được đốt chết tươi, này thật sự có chút không hợp lý. Toàn thân đau nhức để Diệp Thần Phong thân thể cuộn rút lên, ở trong đầu hắn ý thức sắp tiêu tán thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, trái tim của hắn tinh không chi thạch xoay tròn, từ trong đó lộ ra nhất cổ ôn hòa sức mạnh. Nguồn sức mạnh này trong nháy mắt trải rộng Diệp Thần Phong toàn thân, trên người của hắn đau nhức lập tức vô ảnh vô tung biến mất rồi. Tại tinh không chi thạch xoay tròn sau đó Diệp Thần Phong trong lòng đột nhiên có một loại hiểu ra, hắn bây giờ thân ở mà phương căn bản không phải chân thật, hắn chỉ là ở vào một loại trong ảo giác. Nếu như nơi này không là ảo giác lời nói, như vậy tinh không chi thạch căn bản vô pháp tiêu trừ hắn đau đớn trên người, hơn nữa bây giờ trong lòng của hắn có chỗ hiểu ra sau đó hắn vẫn là thân ở đầu lâu người thiên địa chi hỏa trong, nhưng hắn không chút nào cảm giác được bất kỳ đau đớn. Này hoàn toàn là một loại vào trước là chủ quan niệm. Trước đó nhìn thấy từng cái luyện khí sư được ánh sáng bao phủ sau biến mất ngay tại chỗ, Diệp Thần Phong tự nhiên cho rằng bọn họ được truyền tống đến một nơi nào đó đi rồi, đến phiên chính mình khẳng định cũng không ngoại lệ, một cách tự nhiên cho rằng nơi này tất cả là chân thật, một cách tự nhiên cho rằng tới chỗ này là bản thể của mình. Bố cục người nơi này thật đúng là nhọc lòng, người một khi tại trong ảo giác, cho là mình là ở chân thực chi về sau. Hết thảy đều hội không phải do chính mình rồi, bao quát lúc trước loại kia kịch liệt đau nhức cảm giác, có thể nói hoàn toàn là giả dối không có thật, thật sự là bố trí cái này ảo giác người quá cường đại, thành hết thảy đều chế tạo chân thật như vậy. Hiểu rõ điểm này sau, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm xuống, tuy nói nơi này hết thảy đều là ảo giác, nhưng chu vi tràn ngập luyện khí áo nghĩa là chân thật tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trên người không có đau nhức sau đó tìm hiểu lên luyện khí áo nghĩa tới là càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, hắn đắm chìm tại trong tham ngộ, đầu lâu người loại này phương pháp luyện khí, muốn so hắn cao hơn một cấp độ, chỉ cần đem loại này phương pháp luyện khí cho tìm hiểu, hắn luyện khí trình độ tuyệt đối có thể nâng cao một bước.
theo thời gian từ từ chuyển rời. Diệp Thần Phong tìm hiểu độ quả thực là kinh người, cũng chỉ có thể dùng được kinh người để hình dung. Chỉ trôi qua hơn phân nửa ngày. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hắn mở mắt ra, hắn đem đầu lâu người loại này phương pháp luyện khí hoàn toàn tìm hiểu, có thể nói bây giờ hắn luyện khí trình độ lại dâng lên một tiết. Tại tìm hiểu đầu lâu người phương pháp luyện khí sau. Cái này ảo giác không có gì tốt dừng lại được rồi, Diệp Thần Phong muốn rời khỏi nơi này. Hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại, trong đầu một mực duy trì tỉnh táo, trong cổ họng quát, phá cho ta. Dứt tiếng. Chỉ cảm thấy bốn phía sóng năng lượng lưu chuyển, đợi đến mở mắt thời điểm, Diệp Thần Phong xuất hiện mình đã thoát ly ảo giác, hắn vẫn là tại mới vừa tiến vào khí thần cốc sau chỗ kia trống trải trong sân. Chương 2678, hỗn độn thời đại năm đại chí tôn. Thoát ly ảo giác sau. Diệp Thần Phong quan sát bốn phía, con mắt của hắn vi vi ngưng lại, hắn nhìn thấy trước đó tiến vào nơi này hết thảy luyện khí sư, bọn hắn toàn bộ không có bị truyền tống đến những nơi khác đi. Giờ khắc này, những luyện khí sư này toàn bộ là nhắm chặt hai mắt, trên mặt bọn họ phần lớn toàn bộ tràn đầy vẻ thống khổ. Nói cách khác bọn hắn trước đó đều không có được truyền tống đến những nơi khác, trước đó Diệp Thần Phong tận mắt thấy bọn hắn từng cái biến mất ở nguyên chỗ, đây chỉ là một loại phép che mắt mà thôi. Chỗ có người tiến vào đều là ảo giác, mà không phải chân thực tồn tại. Nếu như năm rồi khí thần cốc cửa thứ nhất đều là như thế, như vậy năm rồi luyện khí sư tiến vào cũng toàn bộ đều là ảo giác bên trong. Khí thần cốc hàng năm đều sẽ mở ra một lần, đã mở ra rất nhiều lần rồi, nhưng dĩ nhiên không có người nào nhận ra được cửa thứ nhất khiêu chiến địa phương là ảo giác. Cẩn thận nghĩ đến, Diệp Thần Phong cũng là thích hoài, nếu như không phải có tinh không chi thạch lời nói. Như vậy sợ sợ hắn cũng pháp nhanh như vậy tiến vào chính là ảo giác, lại nói những người còn lại cũng đều có vào trước là chủ quan niệm, nhìn thấy người khác đều từng cái được truyền tống, khẳng định cũng là cho rằng sẽ bị truyền tống đến những nơi khác đi. Căn cứ Diệp Thần Phong suy đoán, mỗi cái luyện khí sự ảo giác cũng khác nhau, nhưng ít ra có một chút hắn có thể khẳng định, những người còn lại ảo giác cho dù khó khăn đi nữa, khẳng định cũng sẽ không so với ảo giác của hắn càng thêm khó khăn. Hơn nữa, ảo giác của hắn khẳng định có chỗ đặc thù, dù sao cửa thứ nhất là pháp đạt được lợi ích, hắn cũng tại cửa thứ nhất để luyện khí trình độ tăng lên rất nhiều. Diệp Thần Phong pháp tới gần những kia tiến vào ảo giác luyện khí sư, có một nguồn sức mạnh cách trở hắn, khi hắn cau mày thời khắc, lại có một vệt sáng mang trong phút chốc bao phủ lại hắn. Nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đợi được hắn phục hồi tinh thần lại sau đó hắn xuất hiện tại một mảnh to lớn trên quảng trường. Tỉnh hồn lại Diệp Thần Phong, đầu tiên xác định một cái nơi này là không là ảo giác. Tại không ngừng mà câu thông trái tim tinh không chi thạch, tại cảm giác được tinh không chi thạch không có nửa điểm phản ứng sau đó hắn xác định lần này cũng không phải ảo giác. Trong lòng của hắn là hiểu thêm vì khí thần cốc mở ra nhiều lần như vậy, không có bất kỳ một cái luyện khí sư nhận ra được người chọn đầu tiên chiến chính là tại trong ảo giác rồi. Bởi vì phàm là thông qua người chọn đầu tiên chiến người. Bọn hắn bản thể sẽ không thức tỉnh. Tại thông qua khiêu chiến trong nháy mắt, bọn hắn hội lần nữa được ánh sáng bao phủ, sau đó đem bọn hắn bản thể truyền tống đến khí thần cốc bên trong một cái chân thật địa phương đi. Tại bọn hắn bản thể được truyền tống đến một cái chân thật địa phương sau, bọn hắn mới sẽ từ trong ảo giác đi ra ngoài. Đương nhiên bọn hắn tại trong ảo giác khẳng định cũng sẽ cho rằng lần nữa được truyền tống, như thế thứ nhất, tất cả là có thể nói xuôi được rồi. Chế tạo người nơi này thanh nhiều như vậy luyện khí sư đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, tuyệt đối là có phần người có bản lãnh. Diệp Thần Phong không suy nghĩ thêm nữa cái thứ nhất chuyện khiêu chiến rồi, hắn quan sát thân ở mảnh này quảng trường khổng lồ. Chỉ thấy tại trên quảng trường có 5 cái cự đại tượng đá, từng cái tượng đá đều có hơn 100 thước cao. Này 5 cái tượng đá điêu khắc là 5 cái lông mày râu bạc trắng trắng lão đầu nhi, tuy nói là tượng đá. Nhưng trên người bọn hắn lại có một loại bất phàm thật khí thế. Diệp Thần Phong đi tới này 5 cái tượng đá dưới lòng bàn chân, tại đây 5 cái cự đại tượng đá trước mặt, Diệp Thần Phong hình thể giống như là một con kiến bình thường. Hắn nhìn thấy này 5 cái tượng đá, tại từng cái tượng đá chân bản bên trên toàn bộ có khắc chí tôn hai chữ này. Này thúc đẩy Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhíu lại, 5 cái tượng đá bàn chân thượng chí tôn, chắc chắn sẽ không duyên cớ khắc lên.
chẳng lẽ nói này năm cái tượng đá đích xác toàn bộ là chí tôn luyện khí sư? Khả năng này lớn vô cùng, bằng không giải thích bọn hắn bàn chân thượng chí tôn hai chữ này. Diệp Thần Phong tiếp tục quan sát bốn phía, này bên trong không có để lại vết tích, trên mặt đất đều che kín dày đặc cho bụi rồi. Nói cách khác khí thần cốc mở ra nhiều lần như vậy, không có bất kỳ một tên luyện khí sư đi tới nơi này qua. Phàm là có người đến qua nơi này, nhất định sẽ lưu lại dấu vết, dù sao khí thần cốc hàng năm liền sẽ mở ra một lần. Đang xác định là cái thứ nhất tới chỗ này, sau đó Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn tiếp nhận người chọn đầu tiên chiến liền khác với tất cả mọi người rồi, hắn nhất định muốn cẩn thận một ít. Hắn nhìn hướng quảng trường này mặt sau, nơi đó là một tòa cung điện to lớn, Diệp Thần Phong có thể thấy rõ ràng cửa cung điện ngay phía trên mang theo một khối bảng hiệu. Tại trên tấm bảng thình lình viết khí vương các này ba chữ lớn. Nhìn thấy tấm bảng hiệu này sau, Diệp Thần Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, đã từng lão Hắc Giang Vận Thiên một lần nói chuyện phiếm thời điểm, cùng hắn nói về liên quan với luyện khí sư lịch sử. Có người nói tại hỗn độn thời đại, từng xuất hiện năm vị luyện khí đại năng, bọn hắn được gọi là hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn. Năm đại chí tôn bên trong từng cái luyện khí trình độ đều là thông thiên. Tuy nói đồng dạng là chí tôn luyện khí sư, thế nhưng lão Hắc đã nói hắn liền năm đại chí tôn 1% cũng so không hơn. Năm đại chí tôn luyện chế tiên khí, tại hỗn độn thời đại không phải là người đều có thể có được, phàm là có thể cầu được một cái năm đại chí tôn luyện chế tiên khí, đây đối với ngay lúc đó người tu luyện tới nói là có thể gặp mà không thể cầu, hết thảy đều phải dựa vào cơ duyên. Năm đại chí tôn cực kỳ kiêu ngạo, tại hỗn độn lúc thay bọn họ cũng cực nhỏ giúp người khác luyện khí. Bọn hắn cộng đồng thành lập một cái tên là khí vương các địa phương. Cái này cũng là trước đó Diệp Thần Phong đang nhìn đến chữ trên tấm bảng sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại nguyên nhân. Nếu như này khí vương các là thật sự, như vậy này năm cái cự đại tượng đá chính là năm đại chí tôn pho tượng. Khí thần cốc cũng là năm đại chí tôn làm ra. Diệp Thần Phong tận lực bình tức cảm xúc, khí thần cốc hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bây giờ khí vương các được như thế hoàn chỉnh bảo lưu lại, trong đó định có không ít vẫn như cũ. Hơn nữa khí thần cốc hết thảy đều là năm đại chí tôn bố trí, bọn hắn vì yếu như thế bố trí. Là không phải là muốn tìm một có thể kế thừa bọn hắn y bát người. Nếu như nơi này thật sự có năm đại chí tôn truyền thừa, như vậy Diệp Thần Phong lần này nhưng là quá may mắn. Một lần đem hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa toàn bộ nắm bắt tới tay. Có thể tưởng tượng được, hắn luyện khí trình độ phải nhận được một lần bay vọt về chất rồi, hắn đem sẽ trở thành thần nguyên giới, thậm chí bây giờ thế giới này luyện khí đệ nhất nhân, điểm này nhất định là không thể nghi ngờ. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy tư thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác thật giống bị người theo dõi như thế, luôn cảm thấy cả người đều không tự nhiên, hắn quét mắt bốn phía, không có bất kỳ, mà khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn trong con ngươi vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy năm cái cự đại tượng đá, con mắt của bọn họ rõ ràng chuyển động, hơn nữa toàn bộ không nháy một cái như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Để duy trì trấn định, Diệp Thần Phong ánh mắt không có tránh lui, nói ra năm vị tiền bối, các ngươi có thể hay không có thể nghe được. Chương 2679, đánh cược một thanh. Trong không khí lại yên tĩnh cực kỳ. Chỉ có Diệp Thần Phong vững vàng tiếng hít thở, căn bản không có người trả lời lời của hắn. Này năm cái tượng đá khổng lồ không có gì động tĩnh, chỉ là con mắt như trước dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người. Không có biểu hiện ra cái gì hoảng loạn, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, năm vị tiền bối, các ngươi hẳn là hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn, các ngươi ở nơi này bố trí tầng tầng cơ quan để làm gì ý. Rốt cuộc tại câu nói này tiếng nói vừa vặn hạ xuống sau. Này năm cái tượng đá khổng lồ cuối cùng là có động tĩnh, từ trong đó nổi lên sóng năng lượng. Sát theo đó, từ từng cái tượng đá khổng lồ bên trong đều lao ra khỏi một đạo tia sáng chói mắt. Năm đạo từ trong tượng đá lao ra ánh sáng, cuối cùng toàn bộ đã rơi vào Diệp Thần Phong trước mặt. Đợi đến ánh sáng tiêu tan sau đó chỉ thấy tại Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt năm cái hư ảnh lão đầu, bọn hắn ánh mắt có nhiều ý vị quan sát Diệp Thần Phong, phảng phất là đối Diệp Thần Phong tràn đầy hứng thú. Trong đó một cái ăn mặc trường bào màu trắng hư ảnh lão đầu tên là Trung Thiên Bay Liệng. Ăn mặc trường bào màu lam hư ảnh lão đầu tên là Bàng Đức Minh,
ăn mặc trường bào màu đen hư ảnh lão đầu tên là Khương Hoa Ninh, ăn mặc trường bào màu xanh hư ảnh lão đầu tên là Mạnh Cao Thạch, cái cuối cùng ăn mặc trường bào màu xanh lục hư ảnh lão đầu tên là Đồng Thành Văn. Này năm cái hư ảnh lão đầu chính là hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn rồi. Tiểu tử, xem ra ngươi nghe nói qua tên tuổi của chúng ta. Mạnh Cao Thạch cười vuốt vuốt thật dài râu mép, trên mặt tràn ngập đắc ý. Thấy Mạnh Cao Thạch thừa nhận bọn họ là hỗn độn thời đại luyện khí giới năm thân phận của đại chí tôn, hắn áp chế trong lòng kích động, hắn biết trước mặt năm cái hư ảnh lão đầu, hẳn là chẳng qua là đã từng năm đại chí tôn lưu lại một vệt ý thức. Đối với hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa, Diệp Thần Phong là phi thường muốn lấy được. Này năm đại chí tôn dù sao cũng là luyện khí giới tiền bối, hắn cung kính nói, vãn bối là nghe nói qua năm vị sự tích cùng đại danh. Mạnh Cao Thạch là càng thêm đắc ý, hoàn toàn không hề có một chút cao nhân phong độ, hắn cười nói, bốn người các ngươi có nghe hay không? Ta thì nói chúng ta nhất định sẽ tên lưu trong sử sách, coi như là đã trải qua hỗn độn thời đại hạo kiếp, chúng ta cũng nhất định sẽ không bị người cho triệt để lãng quên, bốn người các ngươi lão quỷ đánh cược lại bị thua ta. Lần này ta đến ngẫm lại các ngươi phải trên người đồ vật gì. Mặc áo bào trắng trung thiên bay liệng, khoát tay áo một cái nói ra, Mạnh lão đầu, đừng chó không đổi được ăn. Phân, người cái này đánh cược tật xấu xem ra là cấm không xong rồi, bây giờ chúng ta chỉ là một đạo ý thức mà thôi, nhanh chóng làm chính sự đi. Được trung thiên bay liệng như vậy vừa nhắc nhở, Mạnh Cao Thạch không lên tiếng nữa rồi, trên mặt nhiều hơn một vệt cô đơn. Một thân trường bào màu lam bàng Đức Minh cũng mở miệng, ánh mắt của hắn dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, tiểu gia hỏa, nếu ngươi hiểu rõ ta nhóm năm cái là ai, như vậy chúng ta năm cái liền không nữa nhiều tốn nước miếng rồi. Ngươi có thể xuất hiện ở đây, chứng minh rồi ngươi nắm giữ hiếm thấy luyện khí thiên phú, đồng thời khám phá cửa thứ nhất là ảo giác, tại cửa thứ nhất bên trong liền đã lấy được không ít thu hoạch. Diệp Thần Phong nghe bàng Đức Minh lời nói, hắn biết chính hí sắp tới. Căn cứ đối phương ngữ khí, tuyệt đối là muốn cho hắn thu được truyền thừa. Áo lục lão đầu Đồng Thành Văn tính cách so sánh nôn nóng, hắn trực tiếp đã cắt đứt bàng Đức Minh sau đó phải nói, bàng lão đầu, người lầm bà lầm bầm muốn nói tới khi nào, nói thẳng không được sao. Năm đó ta liền phiền nhất người này lầm bà lầm bầm tật xấu rồi. Đồng Thành Văn nhìn xem Diệp Thần Phong tiếp tục nói, chúng ta muốn thanh truyền thừa của mình giao cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu. Diệp Thần Phong cảm thấy Đồng Thành Văn nói chính là phí lời, kẻ ngu si mới không chấp nhận hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa đây. Chỉ là một mực không mở miệng áo bào đen lão đầu Khương Hoa Ninh nói chuyện, tiểu tử, ngươi thật sự có thể lấy được cho chúng ta truyền thừa, nhưng ở chúng ta năm trong đó, ngươi chỉ có thể chọn một truyền thừa. Cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, nếu như ngươi tại một nén nhang bên trong không làm ra quyết định, như vậy ngươi liền một cái truyền thừa cũng thu được không được, chúng ta sẽ đem ngươi trực tiếp truyền tống ra đi, làm người không nên lòng quá tham a hát. Nghe vậy, Diệp Thần Phong trong lòng một cái lộp bộp, rõ ràng là có năm đại chí tôn, cuối cùng chỉ có thể thu được trong đó một vị truyền thừa, này làm cho hắn là trong nháy mắt không cao hứng nổi rồi. Nhưng chỉ có thời gian một nén nhang. Nếu như không vui chút làm ra quyết định lời nói. Như vậy hắn liền một cái truyền thừa cũng thu được không được, này thật có thể tính không ra rồi. Ánh mắt của hắn nhìn xem trung thiên bay liệng, bàng Đức Minh, Khương Hoa Ninh, Mạnh Cao Thạch cùng Đồng Thành Văn. Này năm cái hư ảnh lão đầu toàn bộ là cười híp mắt theo dõi hắn, chờ đợi sự lựa chọn của hắn đây. Thật sự chỉ có thể năm tuyển một. Diệp Thần Phong hỏi. Năm đại chí tôn đồng thời gật gật đầu, chỉ bất quá. Diệp Thần Phong rõ ràng bắt được Mạnh Cao Thạch nhãn đáy ngọn nguồn tránh qua một vệt giảo hoạt cùng hí hành hạ ánh sáng. Này làm cho Diệp Thần Phong đã nhận ra chuyện không đúng, hắn sức quan sát là cực kỳ tỉ mỉ, đổi lại người khác khẳng định không cách nào phát hiện Mạnh Cao Thạch một cái nhanh chóng liền qua biến hóa. Hắn cau mày đang trầm tư, tại trong đầu sửa sang lại cả sự tình. Nếu như chỉ là vì khiến hắn thu được 5 cái trong truyền thừa một cái, như vậy năm đại chí tôn hư ảnh cần gì phải đồng thời xuất hiện đâu này. Chỉ cần phái ra một cái đến là được rồi, này cũng không cần lựa chọn. Phải biết này năm cái lão đầu hư ảnh chỉ là một bôi ý thức, lấy như thế hình thái hiện ra càng lâu, bọn hắn khoảng cách tiêu tan lại càng sắp rồi. Hơn nữa,
Diệp Thần Phong rõ ràng này năm đại chí tôn toàn bộ đều là tâm cao khí ngạo người, hắn có thể đi tới nơi này, này đủ để chứng minh rồi năm đại chí tôn có chút giải hắn luyện khí đệ tử. Lấy hắn nội tình cùng thiên phú, này năm đại chí tôn không phải hẳn là yếu khuyên bảo hắn lựa chọn truyền thừa của mình sao? Như thế lẳng lặng đợi hắn lựa chọn, đây cũng quá qua cổ quái một ít chứ. Đó cũng không phải Diệp Thần Phong quá coi trọng chính mình, mà là tùy việc mà xét, tuổi tác của hắn cùng luyện khí sư cấp bậc, nhất định là không cách nào ẩn giấu qua năm đại chí tôn. Diệp Thần Phong ở trong lòng không ngừng suy tư. Đồng Thành Văn nhắc nhở, thời gian đã tới rồi, quyết định xong chưa? Lấy tư cách đối luyện khí người điên cuồng, nhất định là muốn hết khả năng theo đuổi luyện khí đỉnh phong, này năm đại chí tôn khẳng định cũng là loại này người. Chẳng lẽ nói đây cũng là một khảo nghiệm? Lựa chọn trong đó một cái, nói thật dễ nghe điểm là không tham lam, mà nói khó nghe một điểm, chính là đối luyện khí còn chưa đủ cực nóng. Nếu như một cái chân chính đối luyện khí người điên cuồng, như vậy thì lại làm sao hội nguyện ý từ bỏ mặt khác bốn cái truyền thừa? Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong quyết định đánh cược một lần rồi, huống hồ thời gian cũng đã tới rồi, ta muốn tuyển chọn kế thừa các ngươi năm cái truyền thừa. Nếu như chỉ là kế thừa các ngươi trong đó một cái truyền thừa có ý tứ gì? Tương lai của ta nhất định phải trèo lên đỉnh luyện khí đỉnh phong, ta cũng nhất định có thể trèo lên đỉnh luyện khí đỉnh phong, chỉ cần để cho ta lấy được các ngươi năm cái truyền thừa. Chu vi bỗng nhiên trở nên càng thêm an tĩnh. Năm đại chí tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trên mặt bọn họ trở nên mặt không hề cảm xúc. Diệp Thần Phong cũng không dám 100% khẳng định này nhất định là khảo nghiệm. Trong lòng của hắn thấp thỏm bất an, nếu như hắn đã đoán sai, như vậy hắn đem một cái truyền thừa cũng thu được không được. Chương 2680, thỏa thích tìm hiểu đi. Hồi lâu sau, ha ha ha, Mạnh Cao Thạch lên tiếng bắt đầu cười lớn, đủ khác loại, ta thích ha hát. Tiểu tử, người rất đúng lão phu khẩu vị của ta, người cứ như vậy có tự tin leo lên luyện khí đỉnh phong. Khi nghe đến Mạnh Cao Thạch lời nói sau, Diệp Thần Phong là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình là thắng cực rồi, hắn nói ra, lẽ nào ta không nên có tự tin như vậy sao? Mạnh Cao Thạch gật gật đầu, ngữ khí rõ ràng trở nên chỉnh trọng mấy phần, thật có của ngươi tự tin như vậy, tại ngươi cái tuổi này, chúng ta còn kém rất xa ngươi, thậm chí ngay cả cho ngươi sách giày cũng không xứng. Mạnh Cao Thạch nói phi thường tự nhiên, đây là một cái cực kỳ trực sảng lão đầu, sự thực là cái gì chính là cái gì? Trung Thiên bay liệng quát lên, Mạnh lão đầu, nhưng chớ đem chúng ta cùng ngươi nói làm một, người luyện khí trình độ là mấy người chúng ta bên trong kém nhất. Mạnh Cao Thạch một mặt không cho là đúng, làm sao? Lẽ nào ta có nói sai sao? Ngươi tại tên tiểu tử này ở độ tuổi này, người luyện khí trình độ đích thật là mạnh hơn ta. Được rồi, ta vừa vặn nói sai rồi, các ngươi ở độ tuổi này đủ cho tiểu tử này sách giày rồi. Trung Thiên bay liệng bốn người bọn họ là tức đến trợn mắt thở phì phò, bọn hắn biết Mạnh Cao Thạch chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải lời nói, nhưng bọn họ cũng phản bác không được, xác thực bọn họ là xem thấu Diệp Thần Phong tuổi tác, bực này tuổi tác chính là chí tôn luyện khí sư rồi, bọn hắn đúng là hít khói a hát. Không lại đi để ý tới Mạnh Cao Thạch nói. Trong đó Khương Hoa Ninh đối với Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi tại sao phải như thế lựa chọn? Lẽ nào thật sự không sợ một cái truyền thừa cũng lấy được không chiếm được sao? Diệp Thần Phong nói ra, trong lòng đương nhiên là từng có do dự, nhưng kết quả chỉ có hai cái, hoặc là ta mất đi thu được một cái truyền thừa cơ hội, hoặc là ta trực tiếp một hơi thu được năm cái truyền thừa. Ta cá là đúng tỷ lệ là có một nửa, ta có lý do gì không đánh cược một lần? Dùng thu được một loại truyền thừa cơ hội, đánh cược thu được năm loại truyền thừa cơ hội. Bây giờ nhìn lại là đoán đúng, nếu như ta chỉ tuyển chọn một loại truyền thừa, như vậy e sợ như vậy ta mới sẽ liền bất luận một loại nào truyền thừa cũng thu được không được chứ. Khương Hoa Ninh đám người toàn bộ nhìn không chớp mắt nhìn xem Diệp Thần Phong. Ở trong mắt bọn họ tiểu tử này không chỉ có luyện khí thiên phú kinh người, hơn nữa tâm tư dĩ nhiên cũng như vậy kín đáo, đem ý nghĩ của bọn họ cái gì cho thôi toán đi ra, cái cảm giác này để cho bọn họ có chút uất ức. Bàng Đức Minh không sảng khoái lắc đầu, được một tiểu tử chưa ráo máu đầu xem thấu tất cả, mau để cho hắn lăn đi thu được truyền thừa đi. Trung Thiên bay liệng chỉ vào quảng trường sau khí vương các, nói tiểu tử, nhìn thấy chỗ kia cung điện sao?
Ngươi bây giờ có thể tiến vào bên trong rồi, chúng ta năm cái truyền thừa đều ở bên trong, về phần ngươi có thể hay không đem chúng ta năm cái truyền thừa thu được tất cả, vậy thì muốn xem chính ngươi tìm hiểu năng lực. Nhớ kỹ, ngươi có thời gian nửa tháng tại khí vương trong các tìm hiểu, một khi khí vương các một lần nữa mở ra, bên trong hết thảy đều chỉ có thể hoàn chỉnh bảo lưu nửa tháng, thời gian vừa đến liền sẽ toàn bộ tự mình tiêu hủy, ngay cả chúng ta cũng không ngăn cản được. Hy vọng ngươi có thể tại trong vòng nửa tháng, đem chúng ta năm cái truyền thừa thu được tất cả rồi, bởi vì tại ngươi nửa tháng sau, từ khí vương các sau khi đi ra, ngươi luyện khí trình độ nhất định muốn vượt qua chúng ta năm cái bên trong tùy ý một cái. Nếu như ngươi ngay cả chúng ta năm cái bên trong tùy ý một cái cũng không cách nào vượt qua, như vậy ngươi liền không cách nào rời đi nơi này rồi, liền ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi. Chúng ta năm đại chí tôn tên tuổi cũng không làm được ngươi làm hỏng. Nếu như đã lấy được chúng ta năm cái hết thảy truyền thừa, ngươi vẫn là ngay cả chúng ta bên trong bất luận cái nào cũng không thắng được, như vậy ngươi nói mình phải hay không quá yếu. Như vậy ngươi chỉ sợ cũng không mặt mũi đi ra chứ. Được rồi, ngươi bây giờ có thể chính mình tiến vào khí vương trong các rồi. Diệp Thần Phong nghe thế một chuỗi dài giải thích, xem ra thu được năm đại chí tôn truyền thừa cũng không dễ dàng a hát. Nửa tháng đối với người tu luyện tới nói cùng một cái chớp mắt không có quá lớn khác biệt, thật sự là người tu luyện tuổi thọ quá mức dài dằng dặc rồi. Nhìn xem Diệp Thần Phong hướng khí vương các đi đến. Mạnh cao con đường bằng đá, được rồi, tiểu tử kia cũng đi xa, chơi nhiều như vậy trò gian làm gì. Nếu như hắn chỉ đã chọn ta nhóm trong đó một cái truyền thừa, như vậy các ngươi nói nên làm gì? Lẽ nào thật sự đem hắn trực tiếp đá đi ra sao? Đồng Thành Văn cười nói, Mạnh lão đầu, đầu ngươi sẽ không phải tú đậu chứ. Đá tiểu tử này ra ngoài, ngươi không thấy hắn luyện khí thiên phú sao? Cho dù hắn chỉ tuyển chọn một người truyền thừa thì lại làm sao? Nói không chắc hắn lựa chọn chính là ta, đến lúc đó hắn cũng chỉ sẽ trở thành ta một người thừa kế rồi. Trung Thiên bay liệng, Bàng Đức Minh cùng Khương Hoa Ninh cùng ánh mắt lấp lánh, xem ra bọn hắn cũng tồn tại tâm tư như thế. Mạnh cao thạch này mới phản ứng được, tốt bốn người các ngươi lão quỷ, lúc trước chúng ta là nói xong rồi yếu tìm một người kế thừa chúng ta năm cái truyền thừa, có chúng ta năm cái truyền thừa hiệp trợ, nói không chắc thật sự có thể để cho hắn leo lên luyện khí đỉnh phong, vừa vặn các ngươi ngược lại tốt. Trung Thiên bay liệng khoát tay áo một cái, ngắt lời nói, được rồi, Mạnh lão đầu, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, mặc kệ trước hắn lựa chọn thế nào. Đến cuối cùng chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn lấy được cho chúng ta năm cái truyền thừa. Lại nói, tiểu tử này không phải là không có để cho chúng ta thất vọng sao? Tâm tư của hắn đầy đủ kín đáo, lại bị hắn cho thắng cực rồi, các ngươi nói nửa tháng sau, hắn luyện khí trình độ hội đến trình độ gì? Bàng Đức Minh hồi đáp, không phải biến thành người điên, chính là biến thành luyện khí giới trí cao tồn tại. Nửa tháng yếu đem chúng ta năm cái truyền thừa toàn bộ tìm hiểu một lần, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khương Hoa Ninh cũng gật gật đầu, nói ra, nếu như hắn tìm hiểu chúng ta năm cái truyền thừa đây. Thật chờ mong nửa tháng mau chút đến, lấy hắn bây giờ chí tôn luyện khí sư cấp bậc, đem chúng ta truyền thừa triệt để thông hiểu đạo lý sau đó các ngươi nói hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Nghe vậy, Trung Thiên bay liệng, Bàng Đức Minh. Mạnh cao thạch cùng Đồng Thành Văn chỉ là nghĩ muốn chính là trở nên không ức chế được kích động, bọn hắn phảng phất có thể nhìn thấy tương lai Diệp Thần Phong luyện chế ra một cái tuyệt thế tiên khí cảnh tượng rồi. Mạnh cao thạch nhìn thấy Diệp Thần Phong chạy tới khí vương các cửa, hắn tự nói, tiểu tử, thỏa thích tìm hiểu đi. Đi tới khí vương các cửa ra vào Diệp Thần Phong, hắn cũng không biết mạnh cao thạch bọn hắn nói chuyện. Đứng ở cửa cung điện. Toàn bộ cung điện được một tầng năng lượng mạnh mẽ cho bao quanh, tầng này năng lượng liền ngay cả thần đế cảnh cường giả đỉnh cao khẳng định cũng không cách nào phá vỡ. Nơi xa trên quảng trường năm đại chí tôn, cánh tay của bọn họ đồng thời vung lên. Oanh, một tiếng. Chỉnh tòa cung điện một trận lay động, sát theo đó, bên trên bao phủ năng lượng trong nháy mắt tán loạn rồi. Diệp Thần Phong đưa bàn tay đặt tại cung điện chất gỗ trên cửa. Này hai cánh cửa một điểm trọng lượng cũng không có, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đẩy một cái là có thể đem hắn thúc đẩy rồi. Kẹt kẹt, một tiếng. Hai cánh cửa gỗ theo tiếng mà ra. Khí vương trong các tia sáng cũng không tối tăm, Diệp Thần Phong lập tức bước chân vào trong đó.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.